Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong cái phần nghiệp, cái phần đầu tiên là về khái niệm về nghiệp á, thì chúng ta hiểu rằng là cái nghiệp nó diễn qua cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình và cái hành động của mình. Hay nói rõ hơn là cái cách ứng xử của mình đối với mọi cái hoàn cảnh, mọi cái tình huống, mọi cái sự việc. Mà tất cả những cái hoàn cảnh, những cái tình huống, sự việc đó hay con người đó đều nhớ rõ rằng nó chính là quả của mình. Và ngày hôm nay khi nó xuất hiện trong cái đời sống của mình để nó gây nên một cái sự suy nghĩ để cho mình đó phải ứng xử, thì cái đó là chúng ta đang bắt đầu gieo cái hạt giống mới. Chúng ta đang bắt đầu gieo một cái nghiệp mới để mà chúng ta xử lý cái dòng nghiệp cũ của mình. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không thấy cái pháp tục đế nó xuất hiện ở nơi cái chỗ mà chúng ta nói á, đây là cha, đây là mẹ, đây là chồng, đây là con, đây là anh chị em, đây là bạn bè, đây là cái chỗ làm việc, đây là cái đất nước, đây là cái xã hội, đây là những cái tình huống, hoặc là đây là những cái súc sinh nhân dân. Đó là những cái điều chúng ta thấy biết thực tế trên cái đời sống thế gian này. Và nó là những cái hiện tượng pháp, nó hiện ra với thiên hình vạn trạng và nó có những cái tên gọi nối kết gắn bó khác nhau. Nhưng mà thực chất trong cái chiều sâu của nó, cái bề mặt của cái hiện tượng đó, trong cái bề sâu để mà nó chi phối toàn bộ những cái nó đang hiện ra trong cái đời sống của mình, đó chính là cái gia đình mình, cốt nhục mình, nơi chốn làm ăn sinh sống của mình, nơi cái đất nước xã hội mà mình sinh sống, nơi tất cả những thứ mà mình giao tiếp và mình có sẵn. Thì bên trong của nó đó, nó có một cái lực lượng để chi phối. Cái sự chi phối đó đó, nó hiện ra bằng cái pháp chân đế mà nó gọi là cái tâm của mình, nó gọi là cái tính của mình, nó gọi là quan niệm của mình, nó gọi là cái suy nghĩ của mình, nó gọi là cái quan điểm của mình, nó gọi là cái sở thích của mình, nó gọi là cái khuynh hướng của mình, vân vân, rất là nhiều tên gọi. Và nó chi phối tất cả những cái đó. Nhưng mà hơn hết những cái đó đó là chúng ta có thể hiểu được rằng cái tâm chúng ta khi chi phối tất cả mọi việc đó, thì cái tâm của chúng ta đó chính là nó hiển lộ lên cái gốc tích của nó, là cái dòng nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Và theo cái luân hồi đó đó, thì chúng ta hiện diện dưới tư cách là một con người, một người nam hoặc một người nữ đây. Và cũng trong nhiều kiếp chúng ta cũng có thể hiện diện, chúng ta có mặt trên đời này, chúng ta hiện hữu trên thế gian này với hình ảnh là một con chim, một con chó, một con mèo, một con chuột, một con rắn, một con rít. Và cũng trên thế gian này chúng ta xuất hiện với cái dạng ma, cái dạng quỷ, dạng Atula. Và kể cả cũng có chìm đắm trong cái địa ngục mới thoát ra được. Và còn nữa, cũng còn những cái cảnh giới mà chúng ta đây khi trở về trên thế gian này, chúng ta vẫn còn có những cái tập khí tốt. Đó là chúng ta cũng có mặt trên cõi chư thiên. Và bây giờ nó hiện diện trong cái đời sống tâm thức của chúng ta đó, là chúng ta đó muốn con đường tu tập, chúng ta muốn điều lành, muốn làm điều tốt, chúng ta muốn trải cái lòng từ, cái lòng bi của chúng ta ra, giống như một cái cây mà nó muốn rằng nó phải trổ những cái hoa đẹp và nó sẽ cho những cái trái ngon trái ngọt. Cái đó nó hiện diện trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chính là phước báo mà chúng ta ở cõi chư thiên và chúng ta lạc loài ở thế gian này, là do chúng ta đã xài hết cái phước mình ở một cái chừng mực nào đó, và chúng ta trở về thế gian này để tạo thêm cái phước báu về phước thí cũng như về phước tâm linh
để chúng ta lại tái sanh về trên cái nhàn cảnh và chúng ta tiếp tục con đường tu tập của mình. Cũng như có những cái chúng sinh hiện diện trong cái đời sống này từ thuở bé cho đến lớn lên chỉ muốn con đường duy nhất là con đường tu tập. Đó là tiền kiếp người ta đã huân tập như vậy. Và tiền kiếp có thể là ở một cái cảnh trên chư thiên sắc giới và vô sắc giới, có mặt trong cái thế gian này để mà hoàn thiện một cái số điều nữa trong cái hạnh của mình. Hay là nói rõ hơn, để hoàn thiện những cái mà chúng ta chưa kịp hoàn thiện ở cái pháp thế gian này để mà tiếp tục cái con đường tiến hóa tâm linh của mình. Thì tất cả chúng ta đều luân chuyển trong cái dòng nghiệp hết, không có cái gì khác hơn cả. Và mỗi một cái thế giới, mỗi một cái thế giới thì chúng ta thấy trộn lẫn giữa những cái tốt và cái xấu, giữa những cái người mà chúng ta coi như là nghiêng mình bái phục là những vị đó là những vị Bồ Tát tái sanh. Cái tâm của người ta mình chỉ ngưỡng mộ thôi, mình không có thể nào với tới được. Vì cái tầm mở ra của mình chưa được, chưa đủ phước để mở ra. Nhưng mà mình biết bái phục những người đó và mình quý kính những người đó. Thì phải chăng trên cái thế gian này vàng thao lẫn lộn, cũng như trong tâm mình đó, nó cũng vàng thao lẫn lộn. Nhưng mà công việc của mình phải lấy vàng ra và những cái tạp chất chúng ta để qua một bên. Và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đó, cái tạp chất mà mình nuôi dưỡng trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, là những cái phiền muộn, những cái lo âu, những cái bức xúc, những cái thương ghét chỉ nằm trong những cái cảm họ mà nó chi phối hết một cái đời sống của mình, nó xao động cái nội tâm của mình và nó làm cho đó cái đời sống nội tâm của mình bất an theo những cái cảm thọ đó. Có bao giờ mình nghĩ đó là cái tạp chất trong cái kiếp người của mình không? Nếu mình hiểu đó là những cái tạp chất, mình sẽ để rời qua một đường, mình không đi con đường đó nữa. Và có khi trong cái cuộc đời của chúng ta đó, những cái đau khổ nhiều hơn là những cái an vui. Cái gánh nặng của cuộc đời đó chồng chất lên vai chúng ta mỗi ngày một nhiều hơn là những cái sự nhẹ nhàng, thanh thản ít quá, vì phước báu chúng ta ít quá. Và những khi như vậy đó, chúng ta soi rọi lại trên thế gian, có những người sống một cái đời sống phải dùng chữ thánh thiện, mặc dù có để trong ngoặc kép một chút, để trong ngoặc kép một chút, bởi vì người ta chưa thành thánh, nhưng người ta đi con đường của thánh, cho nên ta gọi đó là những cái con người thánh thiện, chứ chưa phải là một cái bậc thánh. Nhưng họ có cái hạnh lành mà nó nương theo các cái bậc thánh. Mà tại sao chúng ta thấy những cái người mà chúng ta gọi là thánh thiện đó, họ sống một cuộc đời khốn khổ như vậy, họ bị hà hiếp như vậy, họ bị oan ức như vậy, họ biết bao những tai ương hoạn nạn như vậy. Còn chúng ta thấy những cái con ác quỷ nó lộng hành mà nó được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp trên thế gian này, những cái đó làm cho chúng ta đánh một cái dấu hỏi. Cái gì là cái chúng ta phải làm đây? Vậy để thoát khỏi cái nghèo, cái cùng cực, cái khốn khó, cái bất hạnh của đời mình, phải chăng chúng ta tàn bạo thêm một chút, tàn nhẫn thêm một chút, ác tâm thêm một chút thì chúng ta thoát, có phải vậy không? Vì người người vẫn làm như vậy mà, người ta vẫn thành công mà, tại sao mình không mạnh mẽ lên? Tại sao mình co rút lại? Tại sao mình cứ phải nghĩ nhân quả? Nhân quả là cái gì chứ? Nhân quả rõ ràng nó hiện diện trong cái cuộc đời này. Sự bất công trong xã hội từ ngàn xưa cho đến nay và cho đến ngàn sau, nó dẫn đi cái con đường đó mà. Thời đại nào người ta cũng khao khát sự công bằng cả. Thời đại nào người ta vẫn khao khát một cái tình thương yêu mà. Thời đại nào cũng vậy. Mà có được không? Người được rất là ít, mà người không được rất là nhiều. Như vậy có phải con đường ác là cái con đường bá chủ hay không? Cho người ta
mới đưa ra một cái triết lý như thế này, là tất cả những cái hành động người ta làm không cần phải xét tới, bởi vì tất cả những cái hành động này để nhằm đến một cái mục đích cao quý hơn. Tôi muốn thoát khổ thì con đường thoát khổ của tôi có nhiều cách. Tôi khổ vì đói, tôi khổ vì nghèo, tôi khổ vì bị khinh khi, tôi khổ vì bị chà đạp, tôi khổ vì không có điều kiện để phát triển tất cả những năng lực của tôi. Như vậy con đường ác mà mở ra cho tôi tất cả những thứ đó cũng là một cách giải thoát cho tôi. Tại sao tôi phải đi con đường thiện? Và cái con đường này đó, nhiều khi tôi trở thành một người gàn dở, chính những người trong gia đình tôi cũng không chấp nhận tôi mà. Tại sao có trong tay những cái thứ chỉ cần nghiêng mình qua một chút thôi thì tóm thâu hết tất cả, mà tôi lại vẫn giữ một con đường chính trực như thế này, để cái người sống gần tôi cũng phải nói tôi là hạng người gàn dở. Vì đây là một cái thời đại của sự hưởng thụ. Vì đây là cái thời đại mà người ta thấy cái ác được nuôi dưỡng và trân trọng. Và cái đó là cái thời kỳ mạt pháp. Và đó là cái thời kỳ mà chúng ta đây đó càng phải gìn giữ cái thiện của mình nhiều hơn. Bởi vì tất cả những cái tai ương hoạn nạn ở đời do con người tạo ra cũng như do thiên nhiên tạo ra đó không phải vô tình đâu. Bởi vì tai họa con người tạo ra hay thiên nhiên tạo ra đều mang tính chất hủy hoại. Nhưng mà sự hủy hoại này không có phải là nó hủy hoại 100%, không phải hủy hoại tất cả. Nó vẫn còn sót lại những cái không thể hủy hoại được. Cái sót lại không thể hủy hoại được đó là do phước báo đã chở che, không có gì khác hơn cả. Nếu chúng ta quy lại mà tất cả những cái lực xấu ác trên thế gian này, tất cả những cái lực lành trên thế gian này, chúng ta gọi bằng một cái từ ngữ rất là dễ hiểu, đó là cái năng lượng lành và cái năng lượng xấu. Năng lượng xấu nó có cái khả năng tàn phá và hủy hoại, nhưng năng lượng lành nó có một cái khả năng mà nó bảo bọc, nó gìn giữ, nó chở che những gì tốt đẹp. Và vì vậy khi bão táp đi qua, khi những tai họa do con người gieo rắc xuống như chiến tranh chẳng hạn, thì không phải tất cả những ai trong chiến tranh đều chết hết, không phải những ai ở trong bão đều chết hết, đều hủy hoại hết. Nó vẫn còn sót lại một cái gì đó. Cái sót lại chính là cái chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, chứ không phải cái sự thành công của những người ác là cái điều mà làm cho chúng ta lệch cái suy nghĩ của chúng ta, là có khi làm ác cũng thành công. Cái câu trả lời chúng ta thế này: có khi làm ác cũng thành công, có hay không? Trả lời có. Nhưng tồn tại hay không? Thì trả lời rằng sự tồn tại đó là nó nằm trên chăn êm điểm ấm, nhưng ở dưới này nè, ở dưới tầng này là lửa đốt. Cho nên mới nói là cái ác á, nó chảy ngầm ở trong tâm của người ác. Cho nên bây giờ đó nó được tất cả mọi thứ, nhưng cái ác nó chảy ngầm ở trong đó, nó chờ ngày để nó bùng nổ ra. Cho nên chư thiên còn nhầm lẫn huống chi chúng ta. Và cái phần trước mà chúng ta đã học rồi đó thì sư cô đã dồn lại trong cái bản này. Cái bản này, cái phần mà sư cô nhiều lần vẫn không có cắt nó đi đó, bởi vì đây có cốt lõi nó nằm ở đây. Cái phước nằm trong chỗ giữ giới, và tất cả các giới đều nằm trong năm cái phần căn bản của giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư và giới thứ năm. Ở nơi đây đó thì cái giới thứ năm nó lại nằm trong ba cái chữ tham sân si. Vì Đức Phật nói rằng khi một người đã phạm cái giới thứ năm là làm cho cái đầu óc mình mê muội, thiếu cái trí, trí thế gian cũng bị che mờ, mà trí về tâm linh cũng bị che mờ, thì những sự sai phạm chắc chắn sẽ xảy ra.
Vì vậy cái giới thứ năm nó nằm trong cái chỗ tham sân và si. Tất cả những ai phạm giới thứ nhất là từ cái chỗ làm thương tổn cái thể chất và tinh thần của người khác, của những chúng sinh khác, đưa đến sự hủy hoại cái mạng sống của chúng sinh khác, gọi là cái giới sát sanh. Thì đây, trong cái phạm giới này đều có tham sân si. Giới thứ hai là cố ý tránh xa sự trộm cắp, những cái gì không phải của mình mà mình sử dụng nó như là của mình, thì cái đó đó là nó phạm cái giới thứ hai và nó đều có cái tham sân si này. Giới thứ ba, con cố ý tránh xa sự tà dâm. Đó là khi con người khác với súc sinh, và hơn cả súc sinh ở chỗ là cái mối quan hệ về thể xác của con người nam người nữ đó là để hiển lộ một cái tình cảm gắn bó nhau để thăng hoa. Và làm một cái chức năng nữa là chức năng duy trì cái nòi giống của cái loài người. Và vì vậy đó mà người ta có gia đình, người ta có cái ruộng phước để ta hành hạnh Bồ Tát. Thì khi một con người hiểu thấu đáo được cái đó thì không phạm giới thứ ba. Còn nếu không, con người thấp kém hơn súc sinh ở cái chỗ là con người phản trắc nhau, sinh ra tà dâm, đàn bà cũng ngoại tình, đàn ông cũng ngoại tình, và trai gái đến với nhau không có cái mục đích là tạo dựng một cái đời sống gia đình để mà tạo cái phước báo, không có cái điều đó, thì tất cả đều là cái tà dâm và nó kém hơn cả súc sanh. Ví dụ như chúng ta nói là cái con chim én chẳng hạn, nếu một con chết thì con khác cứ cô đơn suốt đời như vậy. Nó là loài vật mà. Còn có người ta đó sống chung với nhau như thế này mà trước mặt khác sau lưng khác, thì cái tâm đó nó xấu xa hơn cầm thú, bởi vì nó ăn cắp cái niềm tin của người khác và nó hủy hoại cái tốt đẹp nhất trong cái đời sống con người, đó là cái trái tim này. Một nửa thì đen, một nửa thì đỏ, và cái đó là cái ác. Những đứa con trong cái gia đình tà dâm, cái nỗi đau không có diễn tả được, mất cái niềm tin, nhìn thấy một cái sự tan nát ở trong gia đình mà mình hoàn toàn bất lực, mình không có định hướng được. Không phải mình học ra có địa vị, có bằng cấp là định hướng được đời sống tâm linh, chưa đâu. Nó chỉ xác định được công ăn việc làm yên ổn, đời sống vật chất tạm yên ổn, nhưng tâm linh vẫn là cái nỗi bất an. Và bây giờ đó, nam với nữ cũng tà dâm, để chi? Để đưa cái đời sống nội tâm mình vào một cái cõi lên đên bập bềnh như lục bình trôi vậy đó, không có điểm tựa. Trong khi đó người ta cần cái gì? Người ta cần cái sự chân thật và thương yêu để nâng đỡ nhau trong cái đời sống, để cho tất cả những cái phát triển của mình được trổ sanh. Thì giờ đây người ta không có một cái điểm tựa, sau cũng được, xấu cũng được mà tốt cũng được, tấp vào đâu, đến đâu hay đến đó, và thả trôi. Cái tâm mà chúng ta thả trôi vào cái đời sống của mình là chúng ta đang tạo cái nghiệp gì vậy? Chúng ta đang tạo một cái nghiệp si mê, chứ không có sáng suốt. Bởi vì khi cái người mà sáng suốt đó thì người ta biết lèo lái cái cuộc đời của mình. Rồi cái người si mê đó là thả cho nó trôi, như con thuyền như vậy đó, là mình cứ nằm trên cái ghe đó, rồi nó muốn trôi dạt về đâu thì nó trôi dạt. Đó là chúng ta đã đưa cuộc đời chúng ta vào trong một cái biển si mê. Nhưng mà nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đây không có cái nghĩa là nó trong sạch, mà cái nhẹ nhàng đây có nghĩa là một cái sự bấp bênh. Và chúng ta chấp nhận cho sự trôi dạt, chúng ta chấp nhận cho dông bão cuộc đời đến mà chúng ta không có ngăn ngừa, và đến rồi chúng ta không có xử lý. Những cái dông bão đó là gì? Là
tất cả những cái quả bất thiện mà chúng ta đã tạo ra đó, thì khi nó khởi lên rồi thì cái gì cũng có thể là tai họa cho mình được cả. Mình không có ngăn trước được. Còn cái người mà ngăn trước được, cái người đi bằng con đường trí tuệ, thì biết rằng việc làm ngày hôm nay nó sẽ trổ ra cái gì. Và trong hiện tại mình phải làm sao? Nói theo cái đời sống tâm linh thì hãy giữ giới để làm cho trong sạch cái nội tâm của mình, và trong sạch hơn nữa khi chúng ta hành giới. Đó là cái con đường chúng ta nói vắn tắt. Và cho tới giới thứ tư là cái khẩu nghiệp. Cái này nói dối. Khi mà mình nói dối đó, cái tâm mình nó quanh mà. Quanh qua quẹo lại, nó gọi là dương đông mà kích tay. Và nó còn gì ra, nó còn nhả khói ra, để mà nó làm thành một cái đám mây mù, nó che khuất để người ta không nhìn thấy sự thật. Và có bao giờ mình nghĩ rằng đó, cái đám mây mù mình tạo ra đó, thì nó sẽ che án cuộc đời của mình không biết bao nhiêu kiếp không? Và có bao giờ đó mình nghĩ rằng khi cái án mây mù mình mở ra để che khuất tâm người khác, để mình lừa đảo người ta đó, thì cái án này nó sẽ che đây. Và khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì chúng ta nghĩ rằng tốt, nó sẽ đi con đường ngược lại. Đó là những cái thuộc về quả mà chúng ta không có hình dung được, nó phạm trong tâm của mình. Và cái khẩu thứ hai là đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói lời hai lưỡi để xé nát ra. Tất cả những gì người ta kết nối lại, tất cả những gì người ta họp đoàn lại, tất cả những gì người ta nói liền những cái điều tốt đẹp lại, mình giờ đây tách lìa ra. Mình tách lìa ra. Thì thử hỏi, mình làm một cái điều như vậy, mình không nhận hậu quả thì ai mới được chứ? Một con ong, một tổ ong, nó đáp trong cái vách tường nhà mình, nó đáp trên mái nhà mình, nó đáp trên cái cây đó. Mình không có để yên đâu. Mình chọc cho nó tan nát hết. Và mình nói một cái lý do nghe rất là bùi cái lỗ tai của mình, chứ không bùi lỗ tai người khác đó. Mình nói mà không có thọc nó đi đó, mai mốt nó cắn chết sao? Ông ấy chích chết sao? Phá cho nó đi hết đi. Ủa? Thế gian này đâu có ai quy ước rằng chỉ có mình mới được sống, còn những chúng sinh khác không được sống. 31 cõi mà. Ở trên thế gian này mà 31 cõi mà, sao có mực mình độc quyền vậy? Thì mình phá nát cái đất nước của người ta, cái gia đình của người ta, mình phá nát vì một cái lý do không có lý do. Không chấp nhận nó ở mái nhà mình, không chấp nhận nó ở vách tường mình, không chấp nhận nó ở cây mình. Cái lý do rất là đơn giản rồi: tôi không muốn nó cắn, không muốn cắn tôi, không muốn cắn con cái tôi, không muốn nó đụng chạm tới những người xung quanh đây. Ủa, người ta có cắn chưa mới là lạ. Và cái đất nước này, những cái chúng sinh ở trong cái thế giới loài ong này là một cái thế giới tuyệt vời. Đứng về mặt trí, trí thế gian thôi, chưa có một kiến trúc sư nào, chưa có một cái kỹ sư xây dựng nào mà có thể xây dựng những cái tòa nhà chính xác 100%. Nhưng mà loài ong không có thước, không có được cái trường đại học bách khoa đào tạo, cũng không có được trường đại học kiến trúc đào tạo, nhưng chính xác 100%. Như vậy chúng sanh này chúng ta có nên tôn trọng không, hay chúng ta hủy hoại? Thì chúng ta hủy hoại một cái đất nước, chúng ta hủy hoại những gia đình mà những cái công dân này đó, người ta chia việc ra, ai là người thợ xây, ai là người đi hút mật, ai là người bảo vệ canh gác, ai là người sanh sản. Người ta đã một cái xã hội phân công là coi như cực kỳ chính xác, không có dư và cũng không có thiếu. Và ai làm việc đó tròn trách nhiệm người ta. Chúng ta mơ ước một cái xã hội công bằng, chúng ta mơ ước một cái xã hội mà tất cả chúng ta đây đều có thể thi thố tài năng của chúng ta. Vì xã hội con người không sắp xếp được như vậy, nhưng mà có những cái loài nó sắp xếp được như vậy. Chúng ta đây không ngưỡng mộ mà chúng ta phá nát, thì đời nào chúng ta sẽ được sống trong một cái xã hội được công bằng, một cái xã hội mà tài năng của mình đó đều có cơ hội để phát triển.
một cái xã hội mà cái sự phân công mực thước chính xác để ai cũng được yên ổn, ai cũng được tốt đẹp, ai cũng được phát huy hết cái năng lực của mình trong một cái xã hội yên lành như vậy mà chúng ta phá đi. Rồi chúng ta nghĩ rằng ồ, nó chỉ là mấy con ong mà thôi. Đó là suy nghĩ của mình. Đó là suy nghĩ của mình. Không phải là tất cả sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề xuất hiện một dạng chúng sinh. Một chúng sinh này khi mà nó xuất hiện đó, chúng ta nói những yếu tố cơ bản của nó. Chúng ta hỏi về tâm thân nó có đâu có không? Tâm thân nó có đầy đủ. Mình tâm thân có không? Có đầy đủ. Con chó tâm thân có không? Có đầy đủ. Như vậy ở cái chỗ nào mà nó thành ra cái loài này, ở chỗ nào nó sanh ra cái loài kia, nó đều nằm trong cái chỗ là nó phạm một trong ba cái này, cái nào nhiều nhất mà thôi. Tất cả loài súc sinh về mặt tâm linh nó phạm cái này, nhưng về mặt trí thế gian có khi nó không phạm. Cho nên có những cái loài vật cực kỳ thông minh, nhưng mà thông minh này nó nằm trong cái sở hữu tưởng đúng nhiều đời nhiều kiếp của nó, nhưng trí tuệ mặt tâm linh nó bị che mờ do nó có phạm giới. Vậy có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta xé nát cái mối quan hệ của người khác bằng cái lưỡi đao kiếm của mình và mình tàn phá cái sự sống, cái ổ sống của những chúng sinh khác và đất nước gia đình của ta, mình phá hoại vậy? Có khi nào mình nghĩ rằng đó là cái ác nghiệp do cái si mê của mình không? Do cái sự thiếu sáng suốt của mình không? Thì mình đã còn tệ hại hơn nữa đó. Những cái con vật nó đẻ trứng, mình ăn hết trứng của nó. Mình bắt cả những cái con vật mà nó đang có cái thai vào để mình cho rằng những cái đó là sức khỏe của mình. Cái đó là về mặt cái thể chất đó. Thì cái trong cái thai bào đó là nó đang tăng trưởng, nó đang những cái tế bào nó sung mãn mà. Vậy mình lấy cái sự sung mãn đó để nuôi cái sự sung mãn của thể chất này. Điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, là mình đã lấy cái sự sống của mình, tài bào cái sự sống của mình trên cái chết thảm thương của mẹ và con. Thì điều đó cái giá này mình trả bao nhiêu, nói đi. Mình làm không có trả giá sao? Vì mình không thấy ra, mình không hiểu ra. Mình chỉ nói rằng mình là con người, mình thông minh hơn các loài vật, chưa chắc. Và mình nói mình có cái tánh linh hơn các loài vật, có, nhưng chưa chắc đã đầy đủ. Nếu tánh linh mình có hơn tất cả loài vật, mình có thể nào mình dám tàn sát những cái chúng sinh mà nó bị che khuất về tâm linh không? Khi nó che khuất về tâm linh mà nó bị đối xử tàn nhẫn thì sự tàn nhẫn nó chắc chắn hơn mình. Vậy nó không có điểm dừng. Vậy tại sao chúng ta nói cái quan trái đó? Mình có trí tuệ mà mình tàn ác, mình giết gia đình chồng vợ người ta, con cái người ta đang mang thai thôi. Mình bị che khuất đến như vậy do cái lý luận của mình. Thì khi người ta quất ức lên thì cái trí tuệ người ta tâm tối đã vốn có rồi, thì cái tàn ác người ta chắc chắn phải hơn. Chịu nổi thì là. Cho nên là chúng ta cứ đến các bệnh viện, chúng ta thấy những cái bệnh của con người, chúng ta đau lòng không có chịu nổi. Nhưng mà đó là cái hình ảnh mà chính chúng ta đã gây đau lòng cho những chúng sinh khác từ vô lượng kiếp. Chúng ta không nhớ ra đâu, không nghĩ ra đâu. Và không ai nghĩ rằng đó là nghiệp. Không ai nghĩ rằng đó là mình gieo trồng cái nghiệp đó. Và bây giờ chúng ta làm con người mà cái lưỡi chúng ta thành đao kiếm thì chúng ta xé nát rồi. Và chúng ta hiểu rằng trong cái luật của nhà chùa đó, dùng cái lưỡi này nè mà xé nát cái tăng đoàn ra là phá hòa hợp tăng, là đi xuống địa ngục mà. Mình xé nát cái tình cảm gia đình của người ta, mình xé nát cái nội bộ làm việc của người ta. Mình không thấy ác, mình không thấy gì, mình che lấp là chuyện của mình. Nhân quả nó trổ sao? Mà nó chưa đâu. Pháp cú nói rằng
cái ác nghiệp mình gieo xuống đó, giống như sữa nó không có đông liền. Sữa nóng mình chế ra mà, nó phải có thời gian nguội lại, để nó có thời gian lạnh đi, có thời gian nhiệt độ thấp thì sữa nó mới đông lại, nó mới thành da ua được. Chứ đâu có đông ngay. Thì tất cả những cái việc ác của mình làm cũng như sữa nóng nó mới vừa chế ra vậy, nó chưa có đông lại. Nhưng mà nó theo cái ác đó, nó chạy ngầm ở trong tâm của người ác, nó không quên được. Nó chạy ngầm ở chỗ nào? Nó chạy ngầm ngay cái chỗ sở hữu tưởng đây. Vì sở hữu tưởng nó ghi nhận lại hết, và nó không có phai, không có phai. Cho nên những cái vị mà người ta đắc thiên nhãn thông, túc mạng thông đó, thì người ta có thể chiếu lại cái thước phim cũ trong nhiều kiếp của mình. Và mình đây cũng có cái khả năng đi về quá khứ, nhưng cái khả năng này nó lộn xộn. Quá khứ chỗ nào nó muốn ra là tự động nó ra, mình không có chủ động được. Còn cái người ta có túc mạng thông, thiên nhãn thông thì người ta chủ động được cái này. Mình không chủ động được, nhưng mà dĩ vãng vẫn trở về. Có dĩ vãng trong kiếp này, có dĩ vãng từ vô lượng kiếp, nó xuất hiện trong cái nội tâm chúng ta. Chúng ta không biết tại sao. Cho nên có những cái ra rất nhanh, và chúng ta hành xử đúng hoặc hành xử sống đến độ bất ngờ, và chúng ta nói rằng như có ai đó đã giúp cho tôi cái điều này. Thật sự đó là cái năng lượng từ vô lượng kiếp chúng ta đã gieo trồng thành cái nghiệp, và ngày hôm nay nó xuất hiện dưới một cái dạng quả, trong một cái thời điểm mà phù hợp nó thì nó phát sinh. Nó chỉ có vậy thôi. Tất cả đều là do chúng ta gieo trồng cả, không có ai khác hơn cả. Và cái giới này nè, nó tới bốn cái rồi. Nó nằm trong cái lời thô lỗ độc ác. Bình thường thì chúng ta không có thô lỗ, bình thường chúng ta không có nói lời độc ác. Nhưng mà khi chúng ta nóng giận lên, chúng ta giống như là bức xúc lên, thì những cái điều đó nó nhảy ra. Nó đâu nó nhảy ra? Nó có rồi, trong cái dòng nghiệp xấu của mình. Và bây giờ nó chờ cơ hội đó, tháo tung cánh cửa nó ra thì nó chảy ra. Giống như nước mà chứa trong một cái hồ của cái đập thủy điện vậy đó, thì nó có những cái chốt để nó ngăn lại. Và bây giờ khi rút một cái chốt thì nước ở trong đó nó tuôn. Vậy những lời thô lỗ độc ác không phải của người khác, mà chính mình đã chất chứa rồi. Bây giờ cái lúc mà cái đập này nó được mở cái cổng này ra thì nước nó sẽ tràn mạnh ra. Nói như vậy để làm gì? Để những lúc đó là giúp mình thấy những cái tập khí xấu của mình. Và mình thấy tất cả những cái sai trái mình đã tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay. Phải giật mình để mà nói với mình, phải cố gắng mà sửa đổi. Sửa đổi chưa được thì tập lần. Lần này cũng được, lần 2, lần 3, lần 4. Lần thứ 1 tỷ vẫn phải tập. Bởi vì không phải một thứ 1 tỷ mà mới thành công, phải vô lượng kiếp mà. Đức Phật từ những cái thời điểm mà chưa tính á, cho đến cái thời điểm mà tính, mà để tu, bắt đầu mà tu sửa cuộc đời của mình, là 4 A Tăng kỳ kiếp, cho đến 100.000 đại kiếp mới thành Phật được. Thì chúng ta đây có tập mà sửa đổi những cái tập khí của mình 1 tỷ lần cũng là cái chuyện bình thường, mà phải hơn 1 tỷ nữa mới được. Những cái điều quan trọng đầu tiên á, là chúng ta thấy nó xuất hiện. Và một trong những điều kinh khủng nhất mà chúng ta không nhìn ra đó, là trong cái giới này đó, là không phải chúng ta chỉ nói lời thô lỗ, nói lời độc ác, mà chúng ta đây còn thề độc. Và tất cả những lời thề độc đó bảo đảm rằng nó sẽ xuất hiện y như vậy. Cho nên là trong cái kinh Phật đó, những cái câu chuyện mà những cái người ta phạm phải những điều tối kỵ rồi đó, thì bây giờ người ta muốn thoát ra khỏi cái gọng kìm dư luận, người ta muốn thoát ra khỏi cái gọng kìm của tòa án, thì người ta thề độc. Và lời thề độc này chắc chắn nó sẽ xuất hiện đúng như vậy trong cuộc đời của mình. Sớm hay muộn chưa biết. Và giờ vậy, giữa nhân và quả này
Sở dĩ chúng ta đây đó có cái sự hồ nghi, có cái sự mơ hồ của nó, nó gọi là confused trong cái tâm của mình đó. Tại vì nó làm sao đó, nó nhá qua nhá lại không có giải quyết được. Là bởi vì chúng ta không hiểu rằng giữa nhân và quả đây, giữa cái sữa nóng và sữa đông đây, nó phải có thời gian. Nó gọi là cái nhân gieo xuống và cái quả nó trổ đây, nó gọi là dị thời di thục. Tức là nó khác thời thì nó mới có thể trổ được. Thì chính cái thời gian nó khác đó thì có những cái quả khác nó xen lẫn vào. Vì vậy cái chỗ nó xen lẫn đó mà chúng ta lại cứ thuần tí rằng cái người này làm cái điều ác thì đương nhiên nó phải trổ cái quả xấu. Chuyện này cái công thức của nó là chính xác như vậy. Nhưng mà đây nó chỉ có một thôi. Đây nó chỉ có một thôi. Mà trong khi trước nó đó, nó đã có A, nó đã có B, nó đã có C, nó đã có D, nó đã có D, nó đã có H, vân vân. Thì cái quả này nè, những cái hạt giống này nó trổ xanh ở chỗ này sao mình biết được? Trổ xanh xuống đây làm sao biết được? Trổ xanh chỗ này sao biết được? Trổ xanh chỗ này biết được. Thì chúng ta chỉ nhìn ở đây và nhìn những cái quả khác nó xen lẫn vào đây mà chúng ta ngỡ rằng quả ác có thể, nhân ác có thể trổ quả thiện. Nhân ác phải trổ cái quả xấu. Nhưng mà trong cái đời sống của một cái người mà họ gieo xuống cái ác nghiệp nhiều quá đó, mà cái quả xấu thì chưa trổ xanh, là bởi vì những cái quả tốt của họ nó đến kỳ được trổ, cho nên nó trổ xen ở cái chỗ này. Mà chúng ta nói, ủa sao nó làm ác mà nó cứ gặp điều lành không vậy? Có phải chăng á là mình nên làm ác để mình mới hưởng được, còn mình không làm ác mình đâu có hưởng được? Cái chỗ này chính là cái chỗ mà chúng ta đây đó là khó hiểu về mặt nhân quả. Hiểu chưa? Cho nên trong cái bài mà Đại Kinh Phân Nghiệp này đó, là Đức Phật chi tiết một chút thôi, chứ chưa phải là chi tiết hết đâu. Chi tiết một chút đó là để Đức Phật giải thích tại sao mà Đức Phật chấp nhận này. Chắc chắn hãy có ác nghiệp thì có quả xấu, không? Và Đức Phật cũng chấp nhận rằng là có cái người mà giữ giới, tức là người có thiện nghiệp đó, thì cũng có thể tái sanh trong cõi dữ. Thì thấy rõ chưa? Cho nên ở đây nè, cái thiện này thì chắc chắn nó phải trổ quả tốt. Nhưng mà khi tới đây thì nó lại trổ cái quả xấu ở đây. Không phải là do cái nhân thiện này, mà do những nhân khác. Nhân khác là ta gieo nhiều đời nhiều kiếp nó trổ đây. Thì thấy rõ chưa? Không phải do nhân thiện. Mà trong cái chuỗi thời gian của người này đó, thì những cái quả mà xấu nó sẽ xen vô, nó trổ đây. Còn cái quả thiện nó chưa kịp trổ sao? Chị hiểu cái này chưa? Thành ra có chỗ mà Đức Phật chấp nhận và có chỗ Đức Phật không chấp nhận. Thì lần trước đó thì con đã tóm tắt lại chỗ này. Phạm giới mà theo cái quả tương ưng nó thuộc về luật nhân quả thì đương nhiên nó phải có cái quả xấu rồi. Ở trong cái xoài nó ra trái xoài, trong cái mít nó ra trái mít, trong khổ qua nó ra khổ qua. Chính xác điều này là không có thể nói khác hơn. Nhưng mà vì nó có cái thời gian, giữa cái nhân và cái quả này nó có cái thời gian, và chính thời gian này những cái quả khác nó xen lẫn và mình không thấy, cho nên nó có cái chuyện thứ hai đó, là cái người có cái ác nghiệp, tức là phạm giới nè, nó lại tái sanh vào cái cõi lầm. Chị hiểu cái chỗ này không? Không phải là do cái nhân xấu mà tái sanh thành cái cõi lành, mà do là cái nhân nhiều kiếp. Nhiều lần sư cô có giảng là trong cái chú giải có nói thế này. Thì đi tất cả những cái nhân quả mình gieo đây, giống như mình nhốt bò, nhốt trâu trong cái chuồng này, rất là nhiều đây. Thì khi mà mình chết á, thì cái cửa này nó mở ra. Thì hễ cái con nào mà nó mạnh nhất trong cái đám này, chưa biết là cái con đó là cái con dữ hay con hiền thì chưa biết, nhưng mà cái con nào mạnh nhất, tức là cái pháp thiện của mình mạnh nhất hay là pháp ác của mình xấu nhất. Nếu pháp thiện của mình mạnh nhất á, thì cái giờ lâm chung đó nó sẽ chen nó ra. Nếu mà cái pháp ác mình mạnh nhất thì cái giờ lâm chung nó cũng sẽ chen nó ra. Nhưng mà nó có trường hợp có những con nó đứng gần đây,
có con đứng gần đây á thì nó mạnh nhất, nó cũng sẽ chèn ra trước. Mà nó đứng gần ở đây mà nó xấu nhất, nó cũng chèn ra trước. Có những con nó đứng gần ở đây, nó đứng gần gần ở đây, nhưng mà nó yếu thôi, nhưng mà nó tựa ngay cửa này nó lại ra trước mới là. Cho nên có bà hoàng hậu đó, cái giờ lâm chung tái sanh làm mai 7 ngày. Vì do nhớ lại, giờ lâm chung mới nhớ mình có nói dối với Đức Vua. Thì vậy nó yếu, chỗ đó nó yếu, nhưng nó ngay cái cửa nó ra trước, thì nó đổ ra 7 ngày phải làm kiếp này. Thấy chưa? Nó nhiều cách lắm, trong cái tái sanh nó nhiều cách lắm. Chúng ta đã học rồi, nay sư cô ôn lại để cho thấy. Như vậy cái người ác nhất, có thể cái giờ lâm chung đó, cái quả ác nó trổ sanh. Cái người hiền nhất, có thể cái giờ lâm chung, cái quả tốt đó nó trổ sanh. Là cái đó là nó đi thuận dòng, nó gọi là nó tương ưng, nhân quả tương ưng. Nhưng mà có những người đó, cuộc đời họ cũng thường thường thôi, nói chung là sống vậy đó. Cái pháp thô thì nó không có phạm, pháp tế thì có phạm, cũng không phạm nhiều, nói chung là tốt, sống tốt thôi. Nhưng bây giờ cuối trong cái cuộc đời của người ta có làm cái điều gì xấu ác chút xíu thôi, nó lại ra rồi. Còn những cái pháp thiện, những điều tốt người ta chưa kịp trổ sanh. Rồi có những cái người đó, trong cái giờ phút đó thì bình bình thôi, nhưng mà giờ cuối người ta có làm cái điều gì rất là tốt, người ta nhớ lại cái điều đó thì người ta lại đi tái sanh. Thành ra mình chưa biết được con đường tái sanh đó, mình chưa biết được. Chư Phật biết được, những vị có thần thông biết được, nhưng mình không thấy rõ biết rõ. Nhưng mình chỉ biết có một điều là giữa nhân và già quả nó phải có cái thời gian mới trổ được. Vì vậy trong khi cái nhân nó gieo xuống đây, cái quả nó phải đây, thì những cái nhân trước, những cái nhân xung quanh nó có thể xen vào đó nó trổ. Vì rõ cái này chứ. Cho nên là có những khi đó chúng ta gọi là chúng ta cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, thì cái lúc mà mình gọi là, trong bài kinh có nói là xin đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến khổ rồi, mình không thể nào cầu nguyện cho cái khổ đừng đến được. Tại sao vậy? Quả thì nó phải trổ sanh. Cho nên những cái gì mình sai lầm thì cái quả sai lầm đó nó phải trổ sanh, nó phải đến. Không thể nói nó không đến được. Nhưng nó đến rồi thì xin được ra khỏi. Đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đừng cho có khổ bằng cách gì? Bằng cách là không tái lập lại cái nhân đau khổ đó nữa. Những gì đã sai rồi không làm nữa. Mà biết đâu mà nói rằng bây giờ tôi khổ như thế này, tôi biết làm sao mà tôi hiểu được cái nhân gì mà tôi đã đưa đến cái khổ này, sao biết được? Biết được. Biết được là coi cái gì? Coi cái nhân trực tiếp, nhân gần. Tức là bất cứ một cái sự việc gì khi nó xảy ra, nó là cái quả đây. Thì nó đều bắt nguồn từ hai cái nhân. Bất cứ một cái quả gì mà chúng ta tiếp nhận đây, nó đều có hai cái nhân cả. Cái nhân gần đó. Nhân này nó gọi là nhân gần, hay nó gọi là nhân trực tiếp. Cái nhân này nó gọi là nhân xa, hay còn gọi là nguyên nhân gián tiếp. Cái nguyên nhân gần ở nguyên nhân xa này, nó là một cái động lực, nó thôi thúc ở đây, nó nối đây, đi con đường này đây. Mà đi con đường thứ hai này là nó xuất hiện trong cái tâm của mình khi mình đối kháng lại nó. Nó nằm ở đây, đi hai cái. Thông thường đó là tất cả chúng ta đều thấy cái nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp này, mà chúng ta không thấy nguyên nhân xa. Như vậy để hỏi rằng là tất cả những gì mà tôi đã khổ rồi, bây giờ nó xuất hiện, nó là cái quả khổ, nó đến rồi, để cho tôi xin đừng có khổ, thì tôi phải làm sao? Thì tôi phải đừng gieo lại những gì tôi đã sai lầm. Làm sao tôi có thể biết mà gieo lại những điều tôi đã sai lầm? Thì cái câu trả lời
là hãy nhìn cái nguyên nhân trực tiếp này, nhìn cái nguyên nhân gần này để biết rằng cái gì mà nó đang đưa đến cái quả tôi, nó tác động tôi đây đó, chính là cái tôi đã làm. Đây, nguyên nhân gần đây. Đây là cái người gieo xuống đây, nguyên nhân gần đây là cái người gieo xuống đây. Còn cái người này là cái người gặt đây. Đây là nguyên nhân gần nhé, nguyên nhân trực tiếp là đây. Đưa xuống đây, đưa cho người này gieo xuống đây. Thì khi người ta gieo như vậy đó, muốn làm đau khổ người khác phải gieo bằng cái con đường này này. Gieo xuống, tấn công tới, đi từ đây. Từ trong cái suy nghĩ người này đây, từ trong cái lời nói người đây đây, từ trong cái hành động người này đây, tấn công tới. Thì cái người này khi tiếp nhận mà đau khổ đó, là tiếp nhận bằng cái này, nối kết đây, nối kết đây, nối kết lên đây. Quế nhiễm nối kết với quế nhiễm. Khi mà cái trí của mình đó, nhận ra được thì cái phần này nè là cái phần thiện nè. Phần này là cái phần thiện trí đây. Phần thiện trí nó nhận ra được cái gì? Nó nhận ra là tôi đang đau khổ. Nó nhận ra điều thứ hai, nhận ra cái người này đang ác với tôi. Nhận ra đầu tiên. Mà cái nhận ra đầu tiên đó là nhận ra cái tôi đang đau khổ, tôi đang bức xúc đây. Cái sáng suốt thứ hai nhận ra cái này. Cái sáng suốt thứ ba nhận ra đây là nhân, nhận ra đây là quả. Cái sáng suốt thứ tư nhận ra đây nhân này, chúng sanh này, người này gieo xuống làm sao tôi đã từng gieo y như vậy. Và bây giờ tôi không có ăn miếng trả miếng. Thì thấy rõ chưa? Tôi không ăn miếng trả miếng. Cho nên cái quyết định trong cái sự kham nhẫn có trí tuệ này đây đó, đó là cái dũng của người có trí tuệ, chứ không phải là cái ngu hèn của những người thiếu trí. Ăn miếng trả miếng quá dễ. Vì chúng ta không học ra bài học nhân quả, ta không biết đường. Và chúng ta còn phải nhận ra một điều nữa, là tất cả những cái gì chúng ta gieo trong cái tiền kiếp đây, nó đủ sức để nó khi gặp cái chúng sinh này, nó có cùng cái tâm như vậy, nó có cái tính như vậy, nó có cái ý như vậy, nó mới hành xử như vậy. Đó chính là cái mà chúng ta đã gieo trong cái dòng nghiệp quá khứ của mình. Không nhận ra. Nhận ra thì thoát, không nhận ra là không thoát. Đó là cái công thức để chúng ta đó nói là đã đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Không có xin ai cả, mà xin trong cái tâm mình đó sáng suốt đi, hiểu rõ cái nhân quả đi. Nhìn lại rằng không phải chỉ có một hiện kiếp này, mà chúng ta đã có mặt từ vô lượng kiếp, và chỉ trong một sát na thôi chúng ta đã thay đổi hình hài. Hình hài này để nó phù hợp cho cái nhân quả mà chúng ta đã gieo ra. Bây giờ là đàn ông, chết rồi chưa biết thành cái gì. Bây giờ là đàn bà, chết rồi chưa biết thành cái gì. Đâu có thể tự hào rằng, tự hào như những người mà theo cái tôn giáo mà nó cũng nói về cái luân hồi, nhưng mà nó nói hễ con chó thì tái sanh làm con chó, đàn ông thì tái sanh đàn ông, đàn bà tái sanh làm đàn bà, mà người nào sanh ra trong cái giai cấp cao thì tiếp tục giai cấp cao. Cái đó là cái sự rồ dại của những người không hiểu về hoạt động của tâm linh. Hoặc là những cái tôn giáo đó bị chính trị nó làm rồ dại quá đi, để mà nó duy trì cái giai cấp làm thủ lãnh, bóc lột, ăn trên ngồi trước, tàn sát cái đời sống của những người dân đó thiếu phước hơn.
chỉ là gieo ác nghiệp mà thôi. Cho nên chúng ta học về cái nhân quả này đó, để từ đây khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới nói là đã đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Ở cái chỗ đó là chúng ta nhận ra khi người ta làm khổ mình, có nghĩa là những cái thành phần mà thuộc về quế diễm trong tâm của mình nó đang xuất hiện để nó cầu thầu, nó mới đạt cái yêu cầu của cái người ta muốn hành hạ mình. Mình thấy không? Cho nên ở đây đó, khi mà mình giải quyết mà người ta hành hạ mình mà mình cam chịu, có nghĩa rằng mình đang tiếp nhận và mình đang ứng xử lại y như vậy. Miệng không dám nói gì hết, tay không dám hoạt động gì hết, người thụ động lại hết, nhưng trong tâm của mình đó là sao? Trong tâm của mình rất là bức xúc, hận lắm, thù lắm, bực lắm. Hoặc có khi không phải vậy đâu, có khi khóc mà nói rằng sao mà cái số phận tôi nó đen đủi như vậy, tại sao cuộc đời của tôi lại bất hạnh như vậy, và chỉ tự đau khổ cho cái số phận của mình mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái người đó không dám ném độc dược vào người khác, không dám làm cho độc dược rải xung quanh mình, nhưng người này dám tẩm vào trong máu của mình để cho mình chết, chết không biết bao nhiêu kiếp, không những trong máu mà trong não của mình luôn nữa. Bởi vì mình đã sai rồi khi mình suy nghĩ như vậy. Tất cả những cái gì mà chúng ta phải chịu, những cái quả xấu ác trong cái đời chúng ta đây, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã sai. Và sai như thế nào? Xin trả lời, hãy nhìn cái nguyên nhân trực tiếp này đây, nhìn cái hoàn cảnh này đây, nhìn cái điều kiện này đây, nhìn những cái mà chúng ta bị đối xử đây, để biết rằng chúng ta đã từng gieo cái hạt giống đó xuống. Bây giờ chúng ta hỏi mình từ bỏ chưa, hay là tiếp tục đối kháng? Hãy tiếp tục đối kháng, hãy tiếp tục trong tâm vẫn chất chứa những cái oán, những cái hận, những cái buồn, những cái nỗi đau của mình, và nó thành một cái góc khuất tâm tối trong đời mình. Và vì mình mang cho tới cái giờ lâm chung là cái giờ mà cơ thể đã suy nhược, thần kinh đã suy nhược, tất cả đều tán loạn hết rồi, bởi vì tứ đại này không còn hòa hợp nữa. Và bởi vì khi đó đó, những cái phước báu mà nó thuộc về cái phần thiện và thiện trí đây nó bị suy yếu rồi, tất cả những cái này khởi lên để chúng ta kéo dài một cái đời sống khốn khổ trong một cái thân hình khốn khổ của những cái chúng sinh khốn khổ hay sao? Hãy suy nghĩ lại đi, rồi biết mình phải quyết định chọn lựa một cái cách ứng xử nào để mình thoát. Đạo Phật là cái đạo duy nhất ở trên cái thế gian này nói đến con đường thoát khổ. Tự mình cố, tự mình mở. Vì những cái mối thắt nút đó chỉ mình mới có ý cột nút như thế này thôi, người khác không có. Cái này nói thêm chơi cho biết thôi. Thường mình tặng người ta món quà đó, mình muốn cột cho nó đẹp để tặng cho người ta. Nhưng có điều mình quên đó, mình quên ở cái chỗ đó là cái món quà đó đó, mình cột đến nỗi mở ra không được. Khi mở ra nó tan nát hết. Cái giấy đẹp vậy á, mà dán băng keo, dán thôi là dán, để lúc mà lấy ra thì nó tan nát hết. Có bao giờ mình nghĩ là tập khí mình nằm chỗ đó không? Khi mình cột phải nhớ lúc mở. Vì thấy Quảng Thư là cái người nữ mà ghen á, mà cái thế giới đàn ông cũng như thế giới đàn bà đó là phải bái phục. Mặc dù biết cái chuyện này ác, không có khen cái chuyện này tốt, nhưng người ta bái phục ở cái chỗ người này biết cột mà biết mở. Sau khi mà làm cho người ta đứng ngồi không yên rồi đó, thì biết á, cất một cái am để cho người này ra đây đó mà tu tập cho nó bớt cái bức xúc đi. Cột rồi có mở, mà chưa đâu,
biết người này đã ở không yên bởi vì cái ông chồng trăng qua, mình nhất định sẽ tới cái chỗ đó để tâm sự. Mà cũng biết rằng hai người đó đều biết rằng đó là mình sẽ biết chuyện này. Thả lỏng cho nó vài bữa, cho nó nguôi ngoai thôi, chứ còn nhất định là sẽ bắt tại trận. Nhưng bắt tại trận rồi không nói gì hết nha. Nhưng mà có một cái điều nói rõ ràng đó, là để chuông vàng khánh bạc ở đây, để cho người này khi rời khỏi chỗ này còn có lấy cái món đó mà làm lộ phí. Những cái lộ phí này cực kỳ kinh khủng, là cái lộ phí này nó phạm giới bởi vì ăn cắp chuông vàng khánh bạc. Thấy người này cột không? Mở, mở rồi cột, cột rồi mở. Không có đẩy người ta ra bước đường cùng, nhưng không cho người ta ra. Đẩy người ta tới đó, cho người ta quài đầu đi, chặn lại cái chỗ khác, cho người ta quài chỗ khác, chặn chỗ khác, quài chỗ khác. Nó hành hạ cho đứng ngồi không yên, nhưng mà nó luôn luôn cho một cái chỗ để thở tâm tính con người. Cho nên mình gói một cái món quà đó mà mình không nghĩ là cái người nhận được cái quà này, người ta mở ra, người ta mở hoài nó không ra, bởi vì cái tờ giấy nó đẹp quá, người ta muốn giữ cái tờ giấy đó lại, mà mở hơi nó tan nát hết đó, là cái người nhận quà cái chỗ này nó không vui rồi. Người ta thấy cái tâm của người cột gói này kinh lắm. Chúng ta học thấy cái tâm của chúng ta nó tinh vi lắm, nó biến thiên không lường được, cho nên nó gọi chữ linh. Linh có nghĩa là lanh lẹ, tinh nhanh, biến đổi không lường được, nó gọi chữ linh. Cái tâm có nghĩa là hiểu biết. Cái tâm mình nó hiểu biết đối tượng cực kỳ nhanh, nó lanh lẹ, nó biến động không lường được. Nhưng mà lanh lẹ biến động đó, Đức Phật chia hai con đường đối ngược xuống, một con đường thiện và con đường bất thiện. Và chúng ta có học cái cách nhìn này hay không? Và trong cái ứng xử này, để giải cái nghiệp đó, thì chúng ta có học theo Phật không? Hay là chúng ta học theo Pháp Thế Gian? Pháp Thế Gian dạy vậy, người ta giữ một, mình giữ mười, bảo đảm thắng, mà còn làm vua nó luôn. Đó, Pháp Thế Gian. Nó tát mình một cái, tôi quất cho mày hai cái, mày tát tao mới méo miệng, tao tát mày rụng răng luôn, chắc chắn mày sợ tao, bãi tao làm đại ca luôn. Đó là Pháp Thế Gian. Còn Pháp Tâm Linh không có. Pháp Tâm Linh quýnh bạc ta, không giống Chúa rồi đưa cái mặt này cho nó quýnh nữa, không có. Mà tao vuốt vuốt vậy tao biết mày quýnh tới đâu rồi, tại sao mày quýnh tao? Rồi tao phải làm gì cho tao hết đau cái gò má đây? Rồi không những ta hết đau gò má mà giờ sao không ai dám đụng tới gò má tao nữa. Đó là con đường tâm linh của ta. Hai con đường nó khác nha. Còn nó bợp mình cái mình bợp nó, thì nó sân mình cũng sân, mà mình sân hơn nó bảo đảm mình thắng. Người ta ác một mình ác mười thắng. Bây giờ mấy ông rủ tôi nhậu say xỉn không được. Ông uống 10 chai, ông sai tôi uống luôn 20 chai. Sau khi ông gục xuống là tôi uống 10 chai nữa. Về sau thấy đại ca hết dám rồi. Đại ca có kêu mới uống chứ còn không kêu không dám. Bởi vì đại ca nói mày bao tao nổi thì mày kêu tao, còn mày bao tao không nổi mày cầm lại nha. Nó uống cho sạc nghiệp luôn, nó vẫn không sai. Nó mới sợ uống. Đó là Pháp Thế Gian. Dùng cái gọi tôi dĩ độc trị độc. Dùng cái ác để mà trừng trị cái ác đó. Bởi vì cái người ác khác, còn cái người mà nó dùng cái ác nó trị cái ác, nó là ma vương rồi thì sao mà mấy con ma nhỏ nó không sợ ma vương được. Chúng ta không đi pháp đó. Vì cái pháp đó đó nó chỉ là đưa chúng ta đến cái suy sụp mà thôi. Vì đây, quế nhiễm đây, chúng ta càng đi cái ác để mà chúng ta khỏa lấp cái ác thì nó sẽ đi thôi. Và cả người chúng ta sẽ làm cái khối lửa để mà nó đốt hết ở bên này. Thì để làm gì? Và khi mà lửa lên á, thì chúng ta phải dập tắt. Dập tắt cái lửa đó. Cho nên cái phần thiện của chúng ta đây. Đây, chúng ta làm hạ nhiệt cái này xuống. Rồi cái phần thiện và thiện trí chúng ta phát triển lên đây. Chúng ta mới phủ trùm lên cái khối lửa này được. Phủ trùm lên cái khối lửa này được. Để cho cái thiện lành nó chiến thắng. Đó là con đường tu. Đó là con đường mà chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ.
Đó là cái công thức mà giải nghiệp của chúng ta. Cái lần trước khi mà nói về cái bài kinh Đại Nghiệp, kinh Đại Nghiệp phân biệt đó, thì sư cô cũng đã có giảng về bốn cái phần mà thuộc về bốn vị chư thiên để nhìn thấy một cái thực tế mà như chúng ta đã tóm tắt trong cái phần trước đây. Thì có một cái vị chư thiên đó, là coi như cái vị chư thiên này là đã đắc ngũ thiền đây, và đã có thần thông đây, và đã tiếp nhận những cái vị đó trong cái cõi mà mình sống, để thấy rất rõ rằng là có những người phạm giới, tức là tạo cái ác nghiệp đó, thì lại tái sanh vào cõi dữ, tức là nhận cái quả xấu ác. Thì như vậy đó, mà nó gọi là nhân quả tương ưng. Nhân quả tương ưng, nhân quả tương ưng tức nghĩa là gieo nhân nào gặt quả đó. Phần thứ hai đó thì cũng như phần thứ nhất, là người này phạm giới, người này có cái ác nghiệp nhưng mà lại tái sanh vào cõi lành. Thì như chúng ta biết đó, thì từ cái lúc gieo nhân cho đến khi nó trổ cái quả đây, nó phải có cái thời gian. Thì cái thời gian đó là những cái quả khác có thể trổ sanh vào. Cho nên khi chúng ta nhìn những cái quả lành hoặc những cái quả dữ nó trổ sanh đây, thì chúng ta cứ tưởng là cái nhân này mà nó lại trổ cái những cái quả này. Không phải, những cái nhân này nó sẽ trổ cái quả này. Thấy rõ chưa? Thì như vậy là chúng ta đã thấy được. Thì cái vị phạm thiên này thấy có người phạm giới nhưng mà lại được hưởng cái quả lành, tức là lại sinh vào cái cõi trời. Như vậy là nó không đúng. Người làm ác mà nó lại hưởng cái quả thiện. Nhưng mà cái lành này nè, cái thiện này đây, là do cái nhân người ta đã gieo từ trước. Và bây giờ nó cắt ngang cái đoạn đường đó, cho nên nó trổ xanh, nó chặn ở đây trước, chặn ở đây, chặn ở đây. Thành ra nó, cái quả mà ta gieo đây nè, cái quả xấu ác này nó gieo đó, nó chưa có trổ xanh. Nhưng mà quả thiện nó chen và nó trổ xanh. Cho nên vị chư thiên này trông thấy cái này. Vị chư thiên thứ ba thì trông thấy là cái người mà không phạm giới, tức là các cái giới này ta không có phạm, tức là cái người tạo cái thiện nghiệp thì tái sanh vào cõi lành. Thì đây nó là nhân quả tương ưng. Nhân quả tương ưng. Còn có người đó thì không phạm giới, tức là tạo cái quả thiện nghiệp nhưng là lại tái sanh vào cõi dữ, nhận cái quả xấu. Thì chúng ta thấy là do cái này nó xen vào. Tại vì như là nhiều lần chúng ta đã học, đã biết rồi đó, thì khi mà chúng ta tạo tác á, tạo tác cái nghiệp á, thì chúng ta tạo bằng tâm động tốc đây. Thì tâm động tốc khi mà nó xuất hiện trong một cái quy trình của nó đó, thì nó có tất cả là 7. Thì như vậy cái thứ nhất này nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp, cái thứ 7 này nó sẽ trổ sanh trong cái kiếp tới lúc tái sanh đó, còn 5 cái chính giữa này nó trổ sanh không biết lúc nào. Cho nên nó giữa cái nhân này, giữa cái nhân này và cái quả này, nhân này, nhân một, quả một này, nó không phải là nó tái sanh liền, mà chính giữa nó có thể có cái nhân 2, nhân 3, nhân 4, một cái nhân trước đó chẳng hạn, nó tái sanh chen vào chính giữa này. Nên nhớ chưa, là do 5 cái chính giữa này. Thì như vậy đó, là cái quả nó không tương ưng. Có 2 phần thuộc về quả không tương ưng. Thì khi cái vị chư thiên thứ nhất thấy cái này, thì đưa đến cái kết luận, đưa đến cái phán quyết. Cái vị chư thiên thứ hai cũng vậy, thứ ba cũng vậy, thứ tư cũng vậy. Thì chúng ta xem những vị này đã đưa đến một cái kết luận và phán quyết ra sao. Thì cái thứ nhất đó, chúng ta ghi dấu như thế này, ghi nhận thế này. Và trong cái phần này sư cô nói đó, là khi mà bốn cái vị chư thiên mà trông thấy bốn cái thực tế này, thì diễn nghĩ là kết luận. Kết luận cái thứ gì? Kết luận là chắc chắn là phạm giới thì phải nhận quả xấu. Đó là kết luận thứ nhất. Thì cái kết luận này chúng ta nhìn xem bên đây là Đức Phật chấp nhận hay không chấp nhận. Thì đây là Đức Phật chấp nhận rằng chắc chắn có ác nghiệp thì có quả
cái lời phán quyết thứ nhất này thì Đức Phật chấp nhận. Nhưng mà khi cái kết luận này rồi đó, thì cái người này đưa tới một cái phán quyết, vị chư thiên này đưa tới cái phán quyết rằng á, là tất cả những ai phạm giới, những ai phạm giới có ác nghiệp đều sanh vào cõi dữ. Thì cái phán quyết này đó thì Đức Phật không có chấp nhận, tại vì người ta gieo cái nhân xấu, nhưng mà khi tái sanh nó chưa chắc cái quả này đã trổ sanh, nó trổ sanh chưa kịp, tại vì nó đâu phải trổ sanh cái kiếp mà mình sắp tới đây, mà nó có thể chưa trổ sanh, đúng không? Thì như vậy đó, là khi mà nói rằng là phán quyết rằng là nếu tất cả những ai phạm giới đều tái sanh vào cõi dữ, thì cái điều này đó là Đức Phật không có chấp nhận, không chấp nhận cái chữ đều này. Lặp đi lặp lại hoài thì chắc là quý vị nhớ rồi, không chấp nhận. Và cái phán quyết này đó nói rằng là nếu mà ai hiểu khác cái này thì là tà trí, là tà kiến. Thì cái chỗ này là Đức Phật không có chấp nhận, không chấp nhận. Những ai biết như vậy là biết chân chánh, những ai biết khác đi là tà kiến, tà trí, là hư vọng. Đức Phật không chấp nhận. Nói rằng những ai biết rằng người phạm giới phải tái sanh vào cõi dữ, tức là có cái quả tương ưng này đó, thì tất cả đều như vậy, thì Đức Phật không chấp nhận. Nhưng mà nói rằng người phạm giới thì tái sanh vào cõi dữ, Đức Phật chấp nhận. Nhưng mà nói phạm giới đều tái sanh vào trong cõi dữ thì Đức Phật không chấp nhận. Bởi vì chưa chắc nó gieo cái nhân và nó trổ quả như vậy, mà những cái nhân khác nó có thể trổ quả xen vào, cho nên dùng chữ đều không chấp nhận. Và cái người này phán quyết rằng nếu mà ai hiểu khác cái lời phán quyết của vị chư thiên này đó, đều là tà kiến, đều là tà trí, đều là hư vọng, thì cái điều này Đức Phật không có chấp nhận. Cho nên trong cái bản không chấp nhận chúng ta có ghi đây, không chấp nhận, mà nói rằng là nói như là cái vị Phạm Thiên này trông thấy là chân chánh thì Đức Phật cũng chưa chấp nhận. Nó đúng thôi, chứ nó không phải là một cái chân lý phổ quát. Đó là mình nói về vấn đề tái sanh. Nhớ nha, cái công thức mà cái nhân nào đưa ra quả đó, tức là nhân xấu, nhân dữ thì cho ra quả xấu, nhân lành cho ra quả tốt. Cái công thức này là cái công thức chung về vấn đề nhân quả. Nhưng mà khi diễn ra đó, bất cứ một cái nhân gì gieo xuống nó cũng có cái điều kiện để nó trổ quả, tức là nó có cái thời gian để nó trổ quả. Thì trong cái thời gian này những quả khác có thể xen vào, do cái lúc nó tạo tác là do bảy cái tâm động tốc này, có cái trổ liền trong hiện kiếp, có cái trổ liền sau khi tái sanh, có cái trổ bất cứ cái thời điểm nào mà trong cái luân hồi của chúng ta, trong nhiều kiếp chứ không phải không một kiếp. Thì vì cái lẽ đó mà cái công thức thứ nhất, cái vị công Phạm Thiên nó thấy cái quả tương ưng, tức là nó phù hợp vào cái công thức này. Nhưng mà Đức Phật vẫn không chấp nhận rằng tất cả những ai phạm giới đều tái sanh vào cõi dữ. Tại sao vậy? Ở đây nói về tái sanh, ghi rõ chưa? Là cái nhân này gieo xuống, nhưng chưa phải là cái quả của nó đi tái sanh, mà nó đi tái sanh á, là có nhiều cái quả nữa, không phải một cái quả. Giống như là sư cô đã nói nhiều lần rồi, bây giờ mình chỉ ôn lại thôi. Là cái người học sinh này nè, học xong cái lớp 12 rồi thì được đi thi vào đại học. Thì khi đó có kết quả, cái điểm tốt vào đại học đó, thì người ta chưa có chấp nhận, mà người ta vẫn xem học bạ lại từ lớp 1 đến lớp 12. Tại vì cái người này có thể, thí dụ thi vào cái chuyên ngành toán chẳng hạn, thì được điểm cao nhất. Nhưng người ta coi từ lớp 1 đến lớp 12, mà nếu cái điểm này, người này đó, là nó chỉ trung bình trở xuống thôi, thì người ta hồ nghi cái kết quả này.
Có thể là cái người này được trúng tủ, hiểu không? Có được trúng tủ thôi chứ không phải là cái năng lực thật sự. Thì người ta phải xem xét lại. Thì cái nhân quả cũng vậy, khi mình đi tái sanh đó, thì nó không phải là nó chỉ có trong cái hiện kiếp để mình đi tái sanh, mà nó là tính từ vô lượng kiếp chúng ta học rồi đó. Thì nó tổng hợp lại, thì cái quả nào mạnh nhất nó sẽ đưa đi tái sanh. Thành ra khi mà mình gieo một cái nhân dữ mà mình tái sanh vào cõi xấu đó, thì nó không phải tuyệt đối ai cũng như vậy. Không phải ai cũng như vậy. Cho nên đó là Đức Phật chấp nhận, có những cái chấp nhận, có những cái không chấp nhận. Thì vị chư thiên này mới thấy có một phần thôi, chưa thấy cái phần thứ hai. Và chưa nói đến tất cả những cái chi tiết biến thiên của nó là chưa nói hết. Thành ra chị chư thiên này đó thấy có một cái vị chư thiên ở trong cái thế giới chư thiên của mình á, khi mà soát lại đó, thì vị này làm nhiều cái chuyện không có hay nhưng mà vẫn được tái sanh vào cõi trời. Và chính vì vậy mà trong cái cõi trời này nè, trong cái cõi trời, nhất là cái cõi trời dục giới đó, là cái khi mà người ta nổi lên những cái pháp bất thiện, ví dụ một cái dục vọng người ta khởi lên chẳng hạn, người ta nói rằng tại sao mà cái cung điện của mình lại nhỏ hơn cung điện người kia, hoặc tại sao cung điện mình xấu hơn người kia, hoặc tại sao những người phục vụ hầu hạ của mình lại ít hơn cái người kia chẳng hạn. Thì cái so sánh đó nó hành hạ trong tâm người ta, đến cái lúc nào mà nó phát triển lên mạnh đó ha, qua cái ứng xử người ta, thì người ta lập tức người ta sẽ bị mất cái cõi chư thiên, tức là cái hào quang người ta bị mất, cái cung điện người ta bị mờ đi, tất cả những cây cảnh người ta úa xào hết. Và cái người này nè có phước lắm mới tái sanh làm cõi người, còn nếu không á là người ta có thể đi thẳng xuống địa ngục. Đi hiểu cái này chưa? Chứ không phải mình tái sanh lên cõi chư thiên là mình sẽ được ở mãi trên cõi chư thiên, hoặc là mình muốn xuống cõi người, xuống cõi thú xuống, cái đó có chứ không có. Nhưng mà phải nói rằng là khi mình tái sanh lên cõi chư thiên, chưa phải là tất cả những cái quế nhiễm mình hết, và chưa phải là tất cả những cái quả bất thiện của mình nó bị vô hiệu, bị triệt tiêu, không có vậy. Nó vẫn còn ở chỗ đó, nó tiềm ẩn chỗ đó. Do đó mà cái chuyện mà giữa cái chuyện mà chúng ta gieo một cái nhân mà đi tái sanh đó, thì không phải chỉ có một nhân đó đưa lên tái sanh, mà nó là tổng hợp. Và cái sự tổng hợp này là như chúng ta thấy trong chú giải có nói đó, cái gì mạnh nhất và nó ở trong cái vị trí nào, ở trong cái thời điểm nào, nó có cái ưu thế nào thì nó sẽ phát sinh ra như vậy. Nó rất là phức tạp chứ nó không có đơn giản vậy. Thành ra là Đức Phật có cái chấp nhận, cái không chấp nhận. Thì khi cái vị chư thiên này, bốn cái vị chư thiên này, khi thấy bốn cái điều này khác nhau nhưng mà đều có một cái kết luận là hãy thấy cái gì là chắc chắn cái đó. Lý do làm sao? Lý do là vì cái vị này đã đắc định, vị này có thần thông. Như chúng ta cũng đã từng học trong cái bài mà về tà kiến đó, thì chính chư thiên thấy rõ, biết rõ, nói một cách chân thật nhưng vẫn rơi vào tà kiến là bởi vì đó thấy phiến diện mà ngỡ rằng thấy phổ quát. Biết có một phần thôi mà đi cái kết luận phổ quát, rồi đinh ninh rằng tất cả là nó đúng theo cái kết luận của mình. Cái lệch lạc nó nằm ở chỗ đó, nó gọi là cái tà kiến. Mà mình giữ hoài, mình giữ hoài, mình không có chịu mở ra, không có chịu thay đổi thì mình bị rơi vào chỗ đó. Thì như vậy ở chỗ này cũng vậy, vị chư thiên này thấy rõ, biết rõ cái thứ nhất này thì đưa đến kết luận là chắc chắn ai phạm giới phải sanh vào cõi dữ. Thì chữ chắc chắn này Đức Phật không chấp nhận là bởi vì vị thứ hai thấy có người phạm giới vẫn sanh vào cõi lầm. Vì hai vị này sẽ cãi nhau đến bao giờ. Cho nên là Đức Phật đó là coi như là không có chấp nhận cái chuyện tất cả phạm giới đều tái sanh vào cõi dữ. Phạm giới tái sanh vào cõi dữ là thuận, nó thuận, nó đi xuôi dòng, nó đi vậy. Nhưng mà nếu có khác nó xen vào thì sao? Thì nó sẽ không có phải, nó phải tái sanh vào cõi thiện. Thì như vậy khi cái vị này đưa đến cái phát quyết là chắc chắn như vậy, không có cái gì khác hơn. Mà nếu ai nói khác, nếu mà ai nói khác á, thì đó là tà kiến, tà trí hoặc là hư vọng. Thì Đức Phật không chấp nhận điều này. Thì nắm được này chưa? Thì cái vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư cũng đều có kết luận và phán quyết theo cái sự thấy biết mình như vậy. Thì Đức Phật đó có cái chấp nhận, có cái không chấp nhận. Đây, không chấp nhận.
chấp nhận đi, chấp nhận là có ác nghiệp thì có quả ác, mà phạm giới thì phải sanh vào cõi dữ. Chấp nhận bởi vì nó rơi vào công thức này. Bây giờ Đức Phật nói là phạm giới thì có tái sanh vào ngàn cảnh, hiểu không? Là làm ác mà có tái sanh vào ngàn cảnh để Đức Phật chấp nhận con. Lý do thì đã nói rồi, đúng không? Chứ không phải rằng là có ác nghiệp thì là sanh vào cõi dữ mà thôi. Mà ác nghiệp vẫn có thể sanh vào ngàn cảnh là không phải do ác nghiệp sanh vào hoàn cảnh, sanh vào ngàn cảnh, mà do những cái quả tốt khác nó đã trổ sanh ra. Cho nên nó là kinh Pháp Cú có nói là cái người mà làm ác đó mà vẫn hưởng được cái quả lành đó, là không phải do cái quả ác mà mình hưởng quả lành, nhưng vì cái quả ác đó nó chưa có đủ cái thời gian để nó chín mùi, cho nên người ác thấy điều mình ác là thiện lành. Hiểu không? Là đúng, là không sai. Nhưng mà không phải vậy. Đến khi mà nó trổ cái quả xấu ác của nó rồi đó, thì lúc đó đó muộn rồi. Còn cái người mà làm điều lành đó, nó chưa kịp trổ sanh mà chỉ thấy khổ không á, thì đừng có nghĩ rằng là do mình làm điều lành mà mình khổ. Tại vì nó chưa trổ sanh, đến lúc nó trổ sanh thì cái người thiện sẽ hưởng quả lành. Giống như lần trước sư cô có nói cái chuyện mà một cái vị cư sĩ đó là được Đức Phật giảng pháp ở dọc đường đó, trên đường đi đến gặp Đức Phật thì Đức Phật giảng pháp, rồi sau đó bị cái con trâu nó hút chết á. Thì cái nhân quả chỗ đó khi mình không hiểu thì mình mới nói rằng là chứ nếu mà đừng có gặp Đức Phật, đừng có đứng đó nghe pháp thì chắc chắn là con trâu nó không có hút chết. Đó là mình suy nghĩ thông thường là như vậy, nhưng mình không biết rằng vị này khi chết là tái sanh lên cõi trời rồi, chứ không phải là chết mà trong cái lúc bức xúc như vậy đó mà nó bị rơi xuống địa ngục. Bởi vì chúng ta nói là nó chỉ có một sát na tử thôi, và trước cái sát na tử rồi cái lộ cận tử đó nó chỉ năm sát na thôi. Mà năm sát na cái tâm người này còn quan hỷ trong cái lời dạy của Đức Phật và đã được hưởng cái từ trường mà hết sức là tốt đẹp của Đức Phật, nó vẫn còn ảnh hưởng ở đây, cho nên vị này tái sanh lên cõi trời. Vì vậy bốn vị này đều đưa đến một cái kết luận như thế này, thì Đức Phật có phần chấp nhận và có phần không chấp nhận. Đức Phật chấp nhận rằng chắc chắn có thiện nghiệp thì sẽ có cái quả lành, thì nó đi vào trong cái công thức chung này. Và người giữ giới, tức là người không có tạo nghiệp xấu dẫn tái sanh vào cõi dữ, thì rõ ràng là Đức Phật là cho mình thấy đó, cái việc này nè, cái việc mà chúng ta tạo nên cái ác nghiệp á, hay tạo nên cái thiện nghiệp á, thì nó trổ quả không phải lúc nào nó cũng trổ liền, mà cũng không phải lúc nào nó cũng trổ trong kiếp tới, mà nó có thể trổ trong nhiều kiếp khác nhau. Cho nên có những phần Đức Phật chấp nhận và có những phần Đức Phật không chấp nhận. Như vậy cái phần mà chúng ta ghi nhận thuộc là cái phần ở đây, sau đó Đức Phật giải thích cái phần này ra. Thì Đức Phật không chấp nhận, nói rằng ai phạm giới cũng đều tái sanh vào cõi dữ. Chưa, có thể tái sanh ngay, có thể chưa tái sanh, bởi vì quả trổ ngay, quả chưa trổ ngay, rõ chưa? Cái thứ hai, những ai biết theo như vị Phạm Thiên này á, là biết một cách chân chánh, nói khác đi là tà kiến, là tà trí, là hư vọng, thì Đức Phật không chấp nhận cái này, bởi vì hiểu đúng có một phần chứ không phải toàn thể. Cái thứ ba, không có ác nghiệp thì không có quả ác hành, tức là mình không làm ác thì mình không gặp ác, không? Ở hiền thì gặp thành, mà ở dữ mới gặp ác. Cho nên mình không tạo ác nghiệp thì không có quả của ác nghiệp. Thì Đức Phật nói rằng cái này đó Đức Phật không có chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì nó có trổ nhân quả, nó có xen kẽ, chứ không phải mình thấy A là lập tức là A phải trổ quả liền, B phải trổ quả liền, không phải vậy, nhớ vậy. Và cái phần tiếp theo là cái phần chỗ, cái phần mà sư cô nói chỗ thứ hai nè, tức là cái kết luận của cái vị chư thiên đó, nói rằng cái nhận xét của mình á là nó hoàn toàn đúng, và ai hiểu vậy mới là chân chánh, ai hiểu khác là tà kiến, là tà trí, là hư vọng, thì cái phán quyết này nó không đúng cho cái chân lý chung, cho nên là Đức Phật bác cái đó.
Và cái phần thứ tư là nói rằng chư thiên nói là chắc chắn phạm giới đều tái sanh vào nhàn cảnh. Thì ở đây Đức Phật cũng không chấp nhận cái này, không chấp nhận. Cái thứ năm, giữ giới đều tái sanh vào cõi dữ thì Đức Phật không chấp nhận. Như vậy chúng ta nhớ đây là công thức chung, để nhân nào thì quả đó. Nhưng mà trong cái đời người, mỗi đời người chúng ta đó, chúng ta gieo nhân mà chúng ta đã chưa có gặp được quả, chứ không phải là chúng ta gieo nhân xấu mà gặp cái quả lành. Nhưng mà ở đời có người làm điều xấu mà vẫn nhận được quả lành là bởi vì đó là nhân đã gieo từ nhiều kiếp, hoặc là nhân gieo vào lúc nào đó thì nó có cơ hội để nó trổ sạch. Nhớ chưa? Như vậy luật chung nhân nào quả đấy. Nhưng mà không phải trong đời người chúng ta gieo cái gì chúng ta hưởng được ngay, không phải vậy. Cũng không phải chúng ta gieo rồi là kiếp tới tái sanh chúng ta hưởng được ngay, không phải vậy. Mà nó có cái luật của năm cái tâm động tốc chính giữa đó thì nó trổ sanh à, bất cứ cái lúc nào thì chúng ta không có thấy biết được vì chúng ta là người phàm phu. Bây giờ chúng ta nghe cái phần mà Đức Phật giảng đây. Bây giờ quý vị thấy cái trang cuối đó, rồi bỏ trước cái trang cuối nữa thì chúng ta sẽ thấy cái phần mà Đức Phật giảng, tức là sau cái phần Đức Phật chấp nhận và không Đức nhận chấp nhận thì Đức Phật giảng đây. Cái câu cuối của cái phần mà chấp nhận đó thì Đức Phật có nói thế này: à, khi mà Đức Phật nói rằng là ta chấp nhận và ta không chấp nhận đây, thì Đức Phật hỏi là vì cớ sao? Này A Nan, đó là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. À, tức là Như Lai đã thấy rõ, cho nên là Như Lai có cái phần chấp nhận và không chấp nhận. Rồi bây giờ tới cái phần mà Đức Phật giảng giải về những cái điều mà Đức Phật chấp nhận và không chấp nhận. Xin đọc cái đoạn này quý vị dò theo. Ở đây này A Nan đa, người nào sát sanh lấy của không cho như trên, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ người ấy làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt, do vậy sau khi mạng chung người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Giờ ở đây và ai ở đây sát sanh lấy của không cho như trên, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Bây giờ chúng ta ghi nhận cái phần này để là cái phần Đức Phật mà giải thích những điều Đức Phật chấp nhận và không chấp nhận đó. Bây giờ chúng ta ghi ra, vì cố gắng ghi bởi vì đây là cái bài kinh mà mình sẽ ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái chuyện mà người nào sát sanh lấy của không cho vân vân, thì chúng ta ghi bằng cái chữ phạm giới. Phạm bốn cái giới như mình nói đó, phạm giới. Thì sau khi thân hoại mạng chung á, người này sẽ tái sanh đây. Tái sanh vào cõi dữ, tức là bốn cõi khổ. Ta rút gọn lại, đó là cái phạm giới. Bây giờ cái mà Đức Phật chi tiết ra đây, hoặc là một ác nghiệp đưa đến khổ thọ. Kiếp hai là khổ thọ. Bởi vì khi mình làm cái việc mà phạm giới, mình tạo những cái ác nghiệp, đều cái tâm tâm mình nó có cái cảm thọ khổ, cảm thọ ưu. Đây gọi là cái khổ thọ. Cảm thọ ấy do người ấy làm về sau, trong khi mệnh chung, hay trong khi mệnh chung một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Đây là tà kiến. Tà kiến này trong lúc lâm chung, tức là trong lúc mà mình hấp hối đó, tức là trong cái lộ tục sinh, trong cái lộ mà cận tử. Do vậy sau khi thân hoại mạng chung,
người ấy tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bốn cái cõi khổ đây, địa ngục, Atula, quỷ khổ, súc sinh. Đây đó, Đức Phật giải thích đó. Chúng ta nên nhớ rằng đó, khi mình phạm giới thì cái nguyên tắc về tâm linh, cái người mà phạm giới rồi đó thì cái tâm nó bất an, luôn luôn nó bất an. Mình làm gì sai thì cái tâm mình bất an, chắc chắn là vậy. Dẫu cho mình có biết hay mình không biết thì tâm mình vẫn bất an. Cho nên có những khi đó, trong cái đời sống thực tế đó, mà nếu mình có cái hành trì trong cái pháp hành gọi là Vipassana hiệp thế đó, tức là mình quan sát cái tâm mình trong đời thường đó, có những khi không có cái chuyện gì mà cái tâm mình vẫn bất an. Nó có một cái gì đó nó buồn buồn, có một cái gì đó nó hơi khó chịu một chút, có một cái gì đó nó giống như là nó không phải vui, không phải buồn, nhưng mà nó có một cái gì nó chông chênh trong cái tâm của mình đó. Những cái đó nó là cái dư âm của phạm giới. Vì chúng ta biết đó, hàng ngày trong cái đời sống chúng ta, trong cái tâm cũng vậy, mà trong cái thân cũng vậy, nó xuất hiện đó, những cái cảm thọ lúc nào nó cũng có mặt trên toàn thân chúng ta. Bởi vì khi tâm chúng ta khởi sanh, một cái tâm thiện hay tâm bất thiện đều là có cái phần thọ này nó cắt thân, cái xúc thọ này nó sẽ khởi sanh lên, nó hình thành những cái cảm thọ. Và bao giờ cũng vậy, pháp thiện và pháp bất thiện đây chúng ta đang xen nhau, thì cái quả trổ sanh nó cũng như vậy. Cho nên là nơi thân, nơi tâm chúng ta bao giờ cũng vậy, những cái cảm thọ đó nó hiện ra rõ ràng. Vì vậy mà trong pháp tu thiền tứ niệm xứ, nó có một cái phần mà chúng ta hành trì, đó là niệm thọ. Chúng ta niệm những cái cảm thọ, ghi nhận những cái cảm thọ, ghi nhận những cái cảm thọ nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta tinh tế đọc được, những cái cảm thọ này nó xuất hiện ở toàn thân của chúng ta. Nếu chúng ta tinh tế đọc được, và lúc nào nó cũng xuất hiện cả. Bởi vì tâm của chúng ta lúc nào nó cũng hoạt động, nó không có ngưng nghỉ. Chỉ đó là cái tâm nó bình an hay là cái tâm nó bất an, thì chỉ có hai trạng thái này. Và nó hiện ra trong hơi thở, nó hiện ra trong những cái cảm thọ mà tâm chúng ta cảm nhận được, nó hiện ra trong những cái mà nó dao động trên những cái phần thớ thịt của chúng ta, trong từng tế bào, trong từng thớ thịt của chúng ta. Mà tất cả cái đó là do tâm chúng ta nó tạo nên một cái luồng cảm giác từ trong cái hệ thần kinh, và nó tỏa lên khắp cơ thể của chúng ta. Nó hiện rõ ràng vì chúng ta chưa có quen đọc nó, chúng ta chưa có đủ cách thức để chúng ta đọc những cái bản thông điệp này. Còn nếu chúng ta đọc, chúng ta biết rõ. Vì vậy mà cái pháp thiền tứ niệm xứ là chúng ta tập để thấy những cảm thọ trong tâm, và thấy tất cả những cảm thọ này nó xuất hiện nơi thân, cả hai cái luôn. Bởi vì thọ không có thể đi ra khỏi tâm, thọ là một cái chi phần, nó là một cái trạng thái của tâm, thành ra nó không có thể xuất hiện mà không có tâm. Do đó chúng ta có thể đọc cảm thọ này trong tâm, và tất cả những gì trong tâm chúng ta nó đều truyền đi hết trên cái hệ thần kinh toàn thân của chúng ta. Vì vậy những cái tế bào, những cơ quan, những cái sớ thịt, những cái gân da xương cốt chúng ta đều có một cái cảm ứng như thế hết. Và chỉ có vấn đề là chúng ta đọc được những thông điệp này hay không, chúng ta cảm nhận được hay không. Ngay cả những cái người mà cái tai họa nó sắp xảy ra cũng cảm nhận được. Có người đặt câu hỏi thế này: có những giấc mơ trở đi trở lại nhiều lần và có một nội dung tương tự, có phải là dấu hiệu của quả nghiệp không? Thứ nhất, thấy mình lạc vào chốn quan du, lạc mất người thân, bơ vơ cô độc, khốn khổ nghèo nàn, có cách nào để hóa giải không? Cái này nó chính là quả nghiệp, mà nó cũng chính là nghiệp. Bởi vì khi mình gieo xuống đó, lúc mà mình dự tính để mình gieo xuống đó,
là đã có cảm thọ rồi. Và khi mình gieo xuống đó, cảm thọ nó hiện rõ, bởi vì tất cả chúng ta đây đó là sanh ra trong cõi dục. Và chúng ta làm cái gì chúng ta cũng thọ dục hết. Ngay cả cái điều ác của mình á, mình cũng có sự hả hê. Điều lành của mình á, mình có một cái cảm giác bình yên. Và có một cái gì đó, nó giống như nó nâng mình lên một cái thế giới trong sạch hơn, nhẹ nhàng hơn. Và nó cũng có một cái niềm vui của nó để mình hưởng trong đó. Cho nên mình phải thấy hai vấn đề. Một cái vấn đề đó là những cái cảm xúc, những cái cảm thọ dâng lên. Còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề mình hưởng những cái đó. Cái tai họa của mình nó không phải nằm ở cái chỗ là những cái cảm xúc, những cảm thọ dâng lên, mà tai họa nó nằm ở chỗ mình hưởng thọ khổ đó. Người ta làm cái điều ác, chính ra cái điều ác nó gây nên cái sự bất an. Nhưng mà nó được đáp ứng bằng cái hả hê trong cái ác của mình. Khi thấy người ta quằn quại như vậy, khi thấy người ta đó bị tổn thương như vậy đó, mình mới nói rằng để cho nó hiểu thế nào là sự tổn thương, để cho nó hiểu thế nào là sự quằn quại, chính nó đã gây cho tôi như vậy, thì tôi phải cho nó hưởng cái này. Hả hê cái chỗ đó. Và cái khủng khiếp nhất mà chúng ta tạo nên cái ác nghiệp ở chỗ chúng ta hả hê chỗ đó. Và cái chúng ta nhầm lẫn ở cái chỗ là chúng ta thọ hưởng tất cả những gì chúng ta tạo tác ra. Nhưng chúng ta quên một cái điều đó là chúng ta phải thấy đích xác chân thực những cảm thọ đã khởi lên và đặt tên gọi cho nó chính xác. Đó là cái điều mà trí tuệ về tâm linh chúng ta phải biết. Cho nên một cái người mà đạt được cái sự quân bình trong cái đời sống nội tâm, cái tâm mình định được rồi và cái tuệ mình sáng đó, người ta thản nhiên tất cả mọi cảm thọ. Tại vì người ta thấy biết rõ ràng, ta xác nhận cái sự thấy biết này nó đưa về đâu. Và những cái cảm thọ khi mình thấy này, mình thấy mình bị lạc vào một cái chỗ hoang vu, như thấy không? Hãy tìm hiểu lại trong cái nội tâm của mình. Khi mình làm một cái điều gì mà tất cả những cái người thân của mình không chấp nhận hoặc là xã hội không chấp nhận đó, mình sẽ có hai cái trạng thái. Một là mình bị cảm thấy nó cách biệt rồi, bị chia lìa rồi. Hai là mình có cảm giác rằng là mình đứng lên trên thiên hạ. Cho nên quý vị nhìn thấy trong cái thời nào á, nó cũng có những cái nhóm người, người ta phi pháp, ta không sống trong dòng pháp luật, mà ta không tuân thủ như một người công dân tốt, mà ta đứng ra ngoài lề xã hội. Một là ta thấy ta bị đẩy ra, ta bị bỏ rơi. Hay là ta cảm thấy là người ta là người khuynh loát cái xã hội này. Đó là một cái trạng thái, nó thuộc vào tự ti mặc cảm và tự tôn mặc cảm. Nó nằm trong cái ngã mà thôi, nó không đi ra khỏi cái chỗ này. Và như vậy tất cả những cái cảm thọ khi chúng ta hành xử sai thì nó đều đẩy chúng ta vào một cái trạng thái cô đơn, một cái trạng thái bơ vơ lạc lõng. Hoặc để phủ nhận cái sự cô đơn bơ vơ lạc lõng thì chúng ta ở trong cái thế thượng phong, là ta đây như là thượng đế vậy đó. Chúng ta thế thân hành đạo, tự cho mình cái vai trò đó, làm thủ lãnh để xóa đi những cái mặc cảm tự ti. Nhưng mà cả hai cái này nó đều trộn lẫn trong tâm của chúng ta. Cho nên á, là khi mình phạm cái điều mà mình biết rằng người thân mình từ chối cái điều này, xã hội từ chối cái điều này, thì một cái cảm giác mình bị lạc lõng, bị bơ vơ, bị đẩy vào cái chốn hoang vu, điều đó có. Trạng thái cô độc này có. Và rơi vào cái chỗ khốn khổ, nghèo nàn có. Như vậy cái này là cái quả của cái tiền kiếp, mà nó cũng chính là cái nghiệp lúc mình gieo xuống. Những cái cảm thọ này nè, nó nối kết nha. Và bây giờ đó, nó nằm trong cái dòng chảy của cái tâm tục sinh, hay nói rõ hơn đó, là nó nằm trong cái dòng chảy của cái tâm hộ kiếp. Và bây giờ nó khởi lên, khởi lên. Và đây nó cũng có thể là một cái, nó vừa là cái dấu hiệu cho chúng ta động một cái thông điệp quá khứ, mà nó cái cảm thọ này nó có thể trở thành một cái hiện thực. Do đó khi những cái dấu hiệu này khởi lên á, thì chúng ta phải tụng sám hối.
phải tụng những cái bài trì, những cái bài kinh, ví dụ những cái bài kệ an lành, hoặc là những cái bài kinh hạnh phúc, hay là những cái bài kinh mà giúp cho chúng ta được bình an, và chúng ta nên hành thiện, chúng ta nên hướng về những cái điều thiện để cho những cái cảm thọ này ra nó trôi qua, những cái cảm thọ mới nó phát sanh. Thì như vậy đó, nếu như chúng ta có cái gì sai sót trong quá khứ thì bây giờ cái nghiệp quả nó hãy chậm trổ sanh. Chúng ta nên làm cái điều đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật nói nè, cái người phạm giới thì tái sanh được các cõi khổ. Nhưng những khẩu thọ này, tức những cảm thọ như là trong cái câu hỏi này quý vị thấy không? Là nó khởi sanh lên, hoặc là cái sự sai lạc của mình hay cái khổ thọ này nó khởi lên trong cái lúc hấp hối, tức là cái lúc mà cận tử đây, thì con đường tái sanh như vậy. Chứ không phải rằng là cái việc mà chúng ta tái sanh nó chỉ duy có cái phạm giới, cái ác nghiệp này thôi. Nhưng mà những cái cảm thọ này, những cái suy nghĩ sai lệch này trong cái giờ lâm chung nó vẫn đưa đến đây. Bởi vì chúng ta tái sanh bằng tâm quả. Mà quả của ác nghiệp thì bao giờ nó cũng chở theo những cảm xúc, nó chở theo những cảm thọ. Và khi chúng sanh nuốt những cái cảm thọ đó như một cái thực phẩm mà nó nuôi dưỡng ác nghiệp của mình, như những cái thực phẩm nuôi dưỡng những cái thiện nghiệp của mình, thì những cái cảm thọ đó nó vẫn in hình trong cái tâm thức của mình như là một cái dấu ấn không có phai được. Vì vậy nó phải trở lại thôi. Vì vậy mà trong cái lúc chúng ta lâm chung đưa đến tái sanh thì những yếu tố này nó có mặt. Một trong ba yếu tố này có mặt cũng được, cả ba yếu tố này có mặt cũng được. Và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, khi mà những cái quả này, những cái cảm thọ này nó trổ sanh, nó khiến chúng ta câu thông rất nhanh. Câu thông nhanh lắm, mạnh lắm. Và nó mới hình thành nên cái nhân quả của kiếp này. Mình đã có sẵn rồi, bây giờ mình nối kết. Và cái nối kết, nó nối kết bằng cái gì? Nối kết bằng tâm. Và nói mạnh hơn, nó nối kết bằng từ trường. Và cái lực nó đi nhanh hơn ánh sáng, bởi vì nó nối bằng năng lượng. Năng lượng lành, nó nối bằng năng lượng lành. Năng lượng xấu, nối bằng năng lượng xấu, cực nhanh. Nó chưa có để cho chúng ta đã có ý thức ra rồi. Nó phải xảy ra rồi đó, mình mới nhận biết được. Còn cái si của mình nó nằm ở chỗ xảy ra rồi mà lâu lắm vẫn chưa nhận ra. Có khi mang hết một kiếp á, không nhận ra được. Không nhận ra cái sự sai lạc đó. Và cũng không đạt được những cái cảm thọ này khởi lên. Không đạt được. Vì vậy mà cái chỗ này là cái chỗ mà lúc mà sư cô giảng về cái cận tử đó, gì không? Cái cận tử đó là lúc mà cái tâm mình nó khởi lên như vậy mà mình thấy biết nó, chỉ một cái sát na mình thấy biết, mình xen vô thôi, rồi mình ra đi như vậy là nó thay đổi được. Vì vậy mà khi chúng ta tu cái thiền Vipassana này mà nó hiệp thế, hay là cái trong cái khóa thiền hay trong cái thời thiền đó, đều mang lại cái lợi ích hết sức là lớn lao. Vì thấy không, sự việc nó diễn ra nó đi cực nhanh, nó đi trong cái cảm ứng của nó, nó nối kết bằng những cái cảm thọ của nó. Và chúng ta đây nè, bị những cái cảm thọ chi phối, nó mạnh lắm. Ai mà làm cho mình vui đó ha, là cái tâm mình nó thảo lão liền, muốn gì được đó, vui vẻ lắm đó. Mà ai mà làm mình bực bội đó, được cái gì mình cũng co cụm lại hết đó. Và chúng ta bị nó chi phối. Và chúng ta cho rằng cái đời sống như vậy đó chính là hiện thực của một đời sống cực kỳ sống động. Thưa quý vị không, đó là cái lực của bản năng. Lực của bản năng là gì? Lực của bản năng là nó là cái bản chất của những dòng nghiệp mà chúng ta đã tạo tác ra, và nó hình thành trong cái tâm tục sinh, và nó đưa trong cái hộ kiếp của chúng ta. Và vì thế cho nên nó chi phối cái đời sống của mình. Mà mình chưa có sử dụng một cái năng lực làm người của mình, đó là cái năng lực khả năng mình có thể quan sát và thấy biết nhận định nó. Chưa làm gì hết, chỉ bao nhiêu đó đủ rồi. Thành ra cái thiền là ở cái chỗ á, là chúng ta soi sáng được, chúng ta thấy biết nó. Từ đó chúng ta mới thoát ra được.
Từ đó cái sự hiểu biết về nhân quả thì chúng ta thấy được cái tâm của mình, thấy cái tâm người khác. Và thấy tâm mình, thấy tâm người khác, thấy được nhân ở đâu, quả ở đâu. Thấy được những cái biến động trong cái thân thể của mình đây nè, thấy được những cái máy động trong cái tâm của mình đây nè, và mình đọc được những cái cảm thọ này, thì cái sáng suốt của mình phát sanh, thì con đường tái sanh của mình không rơi vào cái chỗ như cái phần thứ nhất mà Đức Phật đang giảng giải cho chúng ta biết đây. Rồi bây giờ chúng ta xem cái phần kế tiếp mà Đức Phật giải thích thêm đây. Ở đây này Ananda, người nào sát sanh lấy của không cho như trên, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú. Chữ thú đây không phải là con thú, mà chữ thú đây có nghĩa là nơi tái sanh. Chữ thú có nghĩa là nơi tái sanh. Nơi tái sanh mà gọi là thiện đó, thì tức là mình gọi là nhàn cảnh, hay mình gọi là cõi lành. Hoặc một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ cho người ấy làm lúc trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh lấy của không cho như trên, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay tại hiện tại hay trong một đời khác. Như vậy, cái phần thứ hai này thì Đức Phật cũng nói đến những cái người phạm giới đây. Ta gộp lại là chữ phạm giới. Sau khi tái sanh thì người đó lại tái sanh vào thiện thú, tức là cõi lành. Vì nó có đi kèm những yếu tố sau đây, tức là nơi đây một cái thiện nghiệp nó khởi sanh lên. Nó khi nó khởi sanh, nó đưa đến cảm giác lạc thọ. Do người ấy làm về sau hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp chặt. Chánh kiến là đưa đến cái đúng, đưa đến cái sáng suốt. Vì vậy mà người này tái sanh vào thiện thú. Như vậy chúng ta thấy thế này, chúng ta nhìn đây thì Đức Phật giải thích rõ hơn. Cái người này phạm giới, nhưng vì cái quả nó chưa có tái sanh, cho nên là những quả thiện nó tái sanh, cho nên người này mới sanh vào thiện thú. Nhưng mà nói đây nè, trong lúc người này lâm chung đó, là cái lúc đó cái thiện nghiệp nó khởi lên cái lạc thọ, và cái chánh kiến nó khởi lên sự sáng suốt, cho nên người mình mới tái sanh vào thiện thú đây. Là do hai cái yếu tố này. Còn cái phạm giới này nó chưa trổ quả. Thấy chưa? Đó là cái lời giải thích của Đức Phật. Tức là vị này phạm giới nhưng mà chưa trổ quả. Nhưng mà cái thiện nghiệp của họ đó, nó mang theo cái cảm thọ tốt lành này nè, nó được khởi sanh vào lúc lâm chung. Hoặc là cái chánh kiến, tức là cái sự suy nghĩ đúng, sáng suốt này được khởi lên vào lúc lâm chung, thì họ tái sanh vào thiện thú. Tức là Đức Phật giảng kỹ hơn một chút thôi. Ở đây này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ cho người ấy đã làm từ trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy sau khi mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ở đây ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, người ấy lãnh thọ quả báo được khởi lên trong hiện tại hay trong một đời khác. Thì chúng ta nhìn đây, ở đây là hai cái này là phạm giới. Bây giờ nơi đây đó thì Đức Phật nói là cái người giữ giới này, tức là người này không có phạm giới. Bây giờ đó là cái thiện nghiệp nó khởi lên vào chút lâm chung, thì nó có cái cảm giác lạc thọ. Hoặc người này trong cái giờ lâm chung thì cái chánh kiến nó khởi lên,
nó có cái sự sáng suốt. Thì cái việc tái sanh của người này đó là nó đưa vào trong cái cõi lành, tức là nó là thiện thú. Chúng ta nói chung đó là giữ giới. Tức là bây giờ Đức Phật giảng thêm cho chúng ta đó, để thấy rằng là nó không phải chỉ vấn đề phạm giới giữ giới, mà nó còn có cái thiện nghiệp nó phát sanh lên cùng với những cái lạc thọ. Ở đây này Ananda, người nào từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến sau cái thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục, hoặc một ác nghiệp đưa đến cảm thọ cho người ấy đã làm từ trước, hay một ác nghiệp đến cảm giác khổ thọ cho người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ở đây ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo khởi lên ngay hiện tại hay ngay trong một đời khác. Thì cái này Đức Phật cũng giải thích như vậy. Đây là giữ giới. Đây phần tiếp theo cũng là giữ giới. Nó cũng là giữ giới đây. Giữ giới. Hai cái này nó khác nhau. Bởi vì cái lúc này đó là một cái ác nghiệp nó khởi lên. Ác nghiệp đã làm từ trước hoặc là đang làm trong cái kiếp này, thì nó đưa đến một cái cảm thọ mà có gọi là khổ thọ đây, khởi sanh lên. Hoặc lúc này có cái tà kiến khởi lên, nó làm cho tối tâm. Thì chính hai cái này nó đưa đến tái sanh vào bốn cõi khổ. Chứ còn cái giữ giới này nè, chưa trổ quả. Nói thêm một chút xíu đó hả? Những người mà tu niệm Phật, hoặc là mình trì một cái bài kinh, hay là mình niệm ân Đức Phật hạn vậy, thì tu niệm Phật nói chung, bất cứ danh hiệu của vị Phật nào, hay là mình niệm ân Đức Phật, hay là mình trì một cái bài kệ chẳng hạn, một cái bài kinh hay một cái đoạn kinh ngắn trong Pháp Cú chẳng hạn, thì cái điều này rất là tốt. Nó không quan trọng là cái vị Phật đó là ai, nó chỉ quan trọng ở cái chỗ là mình trì cái hồng danh của vị Phật đó, mình có hành theo cái hạnh của vị Phật đó hay không. Còn nói về cái pháp thiền định á, thì mình trì danh hiệu nào cũng được, không có phân biệt cái chỗ đó. Nhưng mà cái khi người ta đưa vào cái mê tín ở chỗ mà cái mê tín này nó cũng có một chút cơ sở của nó đó, là khi mình trì vậy đó, thì đến cái giờ mình lâm chung đó, là do mình trì cái hồng danh của vị đó mà mình được về cõi Phật chẳng hạn, thì cái chỗ đó nó đúng cái chỗ này chút xíu đây. Đúng ở chỗ là cái giờ lâm chung đó, là cái tâm mình nó không bị những cái ái nhiễm khác đó, nó bao vây, mà chúng ta chỉ hướng về cái đề mục của mình thôi. Ở đây sư cô nói chữ đề mục rõ ràng nha. Cái tâm mình an trú trong cái đề mục đó, làm cái tâm định, làm cái tâm nó bình yên, thì tất nhiên mình được tái sanh vào trong cái thiện nghiệp của mình. Cái mê tín ở cái chỗ đó, nằm ở chỗ là nó nói quá đáng cái đó đi. Và nó không nói đến một cái trường hợp nữa đó, là tuy mình có làm đúng như vậy, nhưng mà giờ lâm chung mình biết đâu cái lúc đó, cái trong cái năm cái sát na cận tử của mình đó, nó lại xẹt ra một cái cảm thọ bất thiện của mình, hoặc là nó xẹt lên cái bất thiện nghiệp của mình, thì khi mình tái sanh không đúng như mình mong muốn, như đức tin của mình đó, thì lúc đó mình có quay lại chê trách cái pháp môn mình tu hay không? Đó là sự sáng suốt của mọi người. Còn nếu không đó, người ta sẽ bất mãn về những cái chuyện đó, và về sau đó người ta sẽ coi như là bỏ mất cái con đường tốt đẹp của mình. Và cái này rất là nhiều người mắc phải, chứ không phải là một người đâu. Và khi mà người ta được gói gọn trong cái pháp thiền định để đưa đến sự bình an như vậy đó, mà không giải thích nhiều hơn, mà chỉ là khơi dậy những cái quả
mà người ta mong ước, chứ không phải là những quả đó đích thực có thể xảy ra, thấy không? Thì những cái đó làm cho nó phát sanh cái sự lệch lạc. Và người ta chỉ đi đến đạo Phật bằng chỉ niềm tin thôi, thì người ta sẽ rất dễ đi ngược lại với những cái mình tin. Bởi vì nó diễn ra không đúng, do nó đi theo cái nhân quả chứ nó không đi theo niềm tin. Chúng ta nhớ như vậy. Khi chúng ta có chánh tín thì chúng ta biết niềm tin nó sẽ giúp cho chúng ta cái gì, và cái trí tuệ giúp cho chúng ta cái gì, thì chúng ta thoát khỏi cái vấn đề niềm tin nó có thể đi đến cái mê tín, nó có thể đi đến cuồng tín, và nó làm cho chúng ta đây đó bị tà kiến, nó bó hẹp lại và chúng ta không có mở ra để tiếp nhận những cái giáo pháp mà tới cái thời điểm chúng ta có phước có thể tiếp nhận được. Bây giờ đó thì kinh sách in đầy đủ hết, nhưng mình có phước mới gặp được. Gặp được đây ở chỗ là đọc có hiểu không, nghe giảng có tiếp nhận được hay không, gặp lại chỗ có nối kết được hay không. Chứ còn có tiền là mua kinh chất đầy nhà có được chứ. Bài giảng thì cứ lên bao nhiêu bài giảng muốn là có liền, sao không có được. Nhưng chúng ta có nối kết được hay không? Giống như người ta rót xuống cái ly của mình mà nước này có uống được hay không mới là vấn đề. Cho nên mới nói là bá niên vạn kiếp nan tao ngộ. Cho nên pháp hành trì của mình phải biết đưa đến đâu. Chúng ta có niềm tin nhưng phải có trí tuệ. Trí tuệ về mặt thế gian ở chỗ chúng ta học biết kinh điển. Trí tuệ về mặt tâm linh chúng ta hành trì để nhận thức ra một cách rất là sâu sắc. Điều này chúng ta học, chúng ta hành đưa tới kết quả gì. Và những cái chuyện người ta thêm thắt vào, đó là những chuyện dụ trẻ con. Dụ là cần thiết, nhưng mà dụ con nít không dụ người lớn được. Như vậy khi cái trình độ về Phật pháp chúng ta vững vàng thì chúng ta biết là cái pháp này đó cần thiết cho ai và không cần thiết cho ai. Chúng ta không có bác bỏ một cái gì hết, tại vì nó có đem lại điều lợi mà, thấy không? Bây giờ mình nói với cháu ngoại mình, thuộc bài đi con, bà ngoại dẫn đi ăn phở. Nó nói không, con ăn kem. Được, ăn kem cũng được, ăn luôn phở cũng được, miễn con thuộc bài. Nhưng nó học tiến sĩ không nói vậy được, đúng không? Vậy thì chúng ta đâu có trách bà ngoại chúng ta đã nói chúng ta đó là thuộc bài bà ngoại cho ăn kem, thuộc bài bà ngoại cho ăn phở, bởi vì lúc đó mình ham ăn mà. Thì bà ngoại nói vậy là đúng ý mình thì mình mới học được, phải vậy không? Cho nên là chúng ta không có bác bỏ, nhưng mà chúng ta nhận thức rõ để chúng ta biết là ở cái lứa tuổi nào chúng ta cần cái gì. Và rồi đây, cái hóc búa nằm chỗ này đây, cái câu kết luận nằm đây. Như vậy này A Nan đó, nghiệp có vô hữu, tợ vô hữu. Có nghiệp vô hữu, tợ hữu. Có nghiệp hữu, tợ hữu. Có nghiệp hữu, tợ vô hữu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Nan đá hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Bây giờ cái bài giải của mình nó nằm chỗ này đây, kết luận đây. Cho nên quý vị á, học trong cái Di Diệu Pháp á, là quý vị á, là đọc cái chánh tạng á, thường quý vị gặp những cái câu như thế này, nó khô vậy đó. Nó là những cái công thức rất là khô. Mình phải chịu khó học rất là nhiều, nghiên cứu rồi mới giải được, chứ còn không là không có giải được cái đó. Rồi bây giờ chúng ta căn cứ vào đây nhé. Và chúng ta căn cứ vào cái phần giải, cái phần chú thích ở phía dưới câu này. Thì cái phần chú thích này nó có chỗ nhầm lẫn của nó. Bây giờ đầu tiên đó là chúng ta ghi cái phần này ra trước, cái phần mà Đức Phật kết luận trước. Rồi xong chúng ta mới là khảo cứu tới cái phần là cái phần mà chú giải đây. Rồi bây giờ nghiệp vô hữu đưa đến vô hữu. Cái thứ hai đưa đến hữu. Cái thứ ba là nghiệp hữu đưa đến hữu. Cái thứ tư, nghiệp hữu
đưa đến vô hữu. Bây giờ chúng ta biết á, cái chữ hữu này nè có nghĩa là có, còn cái chữ vô này nè là không. À, như vậy chúng ta sẽ giải đây. Nghiệp vô hữu, vô là không, hữu là có, tức là không có. Không có thì nó sẽ đưa đến cái kết quả của nó là không có. Và cái thứ hai, đây nó là không có mà nó đưa cái có. Cái thứ ba, nghiệp này là có thì nó đưa đến có. Nghiệp này có đưa đến không có. Nắm cái này trước cái đã. Chúng ta trở lại cái bảng bên này cũng như cái bảng bên này nè, chúng ta thấy nè. Đây, chúng ta nhìn đây. Người này là có cái ác nghiệp, tức là có phạm giới. Có phạm giới mình còn có thể để là cái người mà nó, cái nghiệp vô hữu là nghiệp không có. Chúng ta để đây coi không có cái gì. Không có giữ giới, đúng không? Phạm giới tức là không có giữ giới. Không có giữ giới thì nó đưa đến cái quả đó, không có thiện lành, không có quả lành, không có giữ giới thì không có quả thiện lành. Và cái thứ hai, nghiệp vô hữu tức là không có giữ giới nhưng mà có quả thiện lành, đúng đi chưa? Ở đây là phạm giới tức là không giữ giới nhưng nó lại có cái quả lành, cho nên gọi là nghiệp vô hữu mà lại trổ ra cái hữu, tức là không có giữ giới nhưng lại là quả của người có giới, tức là quả thiện lành. Thấy nó đi con đường đó chưa? Như vậy cái giống y như lúc đầu đó, là cái phần đầu tiên là nó vô hữu, đi đến vô hữu là con đường thuận. Con đường thuận tức là gieo cái nhân nào thì nó gặt cái quả đó. Nó gọi là tương ưng. Nhân quả nó tương ưng. Còn cái thứ hai này, nhân quả nó không tương ưng, bởi vì nó, cái này nó chưa trổ quả, đúng không? Mà cái quả của nó là do những cái khác xen vào, cho nên nó là nó không giữ giới mà nó hưởng cái quả của người có giới, là do cái quả của nó chưa trổ sanh mà quả thiện của nó trổ sanh, như Đức Phật đã giải thích bên các bạn bên này. Bây giờ cái thứ ba nó gọi là hữu, hữu, hữu và hữu vô hữu. Hữu đây không phạm giới, đây tức là cái người có giới, thấy không? Người có giới và trổ cái quả lành, tức là trổ cái quả của người có giới, quả có giới, quả lành. Vậy nó là tương ưng, cho nên nói là hữu, hữu. Có giữ giới thì hưởng quả của người có giữ giới, đúng không? Nó đi cái này tương ưng, này tương ưng, tương ưng. Cái phần thứ hai nó không tương ưng vì nó chưa trổ quả. Rồi tới cái phần thứ tư, hữu vô hữu, tức là có mà không có, tức là ở đây có giữ giới, tức là người có giới, có thiện nghiệp nhưng mà lại là không có quả của người có giới, thành ra nó hữu mà nó vô hữu ở đây, tức là không hưởng được ở đây, hữu thành ra vô hữu.
có giới mà không có quả của người có giới. Người ta nói rút lại bằng cái câu đó là hữu hữu đó, vô hữu đó. Thì bây giờ chúng ta nói cái phần ở dưới này, cái phần mà chú thích đó, nó có cái chỗ nó có hơi lệch chút. Có thể cái này là do đánh máy thôi. Chữ pháp phá có nghĩa là có thể, là như vậy có thể dịch là không có thể, tự không có thể. Cái gì theo dịch cái chữ có thể, mình cứ nghe, mình nghe hết cái đoạn này để rồi chúng ta sẽ chọn cái nào. Không có thể tức là vô hữu đó, tự như không có thể, tức là không có thể thì nó cũng tương tự, nó cũng giống như là không có thể. Có thể tự không có thể, thì chúng ta thấy cái chỗ này nó không đi từng cặp. Ở đây từ đầu tới cuối quý vị thấy sư cô ghi từng cặp đó, là cái cặp một nó đi với hai là nó chung, tức là có giới hay không có giới nó đi từng cặp với nhau chứ nó không có đi tách ra. Thì cái chỗ này nó đi tách ra cho nên nó sai. Có thể tự có thể và có thể tự không có thể, thì cái số 1 này với số 3 này quý vị vòng tròn lại nó giống nhau. Có thể tự không có thể, có thể tự không có thể, lặp lại hai lần như vậy có sự nhầm lẫn. Thì thấy rõ chưa? Cho nên nó là cái chữ đầu á phải dịch như này nè. Cái mẫu đầu tiên không có thể tự không có thể, cái thứ hai không có thể tự không có thể. Thì không có thể tự có thể, tức là chữ không nó phải đưa lên đầu. Nói chưa? Không có thể tự có thể thì nó mới không trùng với cái phần số 4. Chúng ta đánh dấu 1 2 3 4 thì cái số 2 với là cái số 4 nó trùng nhau. Và như vậy cái lời giải thích này đó là do cái người đánh máy đó không có nắm rõ cho nên là ghi lộn cái chỗ này. Cái số 1 nha, sư cô đọc lại số 1, không có thể tự không có thể. Đây, không có thể tự không có thể. Thì cái thứ hai không có thể tự có thể. Không có thể tự có thể là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba đó là có thể tự có thể, đúng rồi. Và cái thứ tư đó là có thể tự không có thể, thì cái thứ tư nó sẽ đúng cho cái cặp sau, nó chỉ sai cái cặp cái phần số 2 thôi, phần số 4 không sai. Lặp lại nha, không có thể tự không có thể, rồi không có thể tự có thể, rồi cặp sau trúng. Cái chú thích này là cái số 1 là đúng, không có thể tự không có thể nó nằm ở chỗ vô hữu, đi đến vô hữu. Cái thứ hai không có thể tự có thể là vô hữu đưa đến hữu, vậy thôi. Sửa lại cái số 2 thôi, còn ngoài ra các phần sau đều trúng hết. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái đoạn cuối nè. Bản Politic Society dịch là operative, có nghĩa là tác dụng. Bản chữ Hán dịch là hữu. Chúng tôi theo bản chữ Hán. Còn cái chữ Pha Bắc Pha Xá là tợ vô hữu hay tợ không có tác dụng. Thì cái chữ mà gọi là operative, gọi là tác dụng đó, thì nó cũng chưa có đúng đâu. Nó cũng chưa có đúng đâu. Mà thật ra cái này đó là nó là cái đưa đến cái quả của nó. Chúng ta chưa nói nó là hậu quả hay kết quả, chúng ta chỉ nói là nó đưa đến cái quả. Tức là khi cái này mà nó vận động lên đó, thì nó phải đưa đến cái quả. Chúng ta chưa nói kết quả hay hậu quả, tức là quả tốt hay quả xấu chúng ta chưa nói. Nhưng mà khi nó vận hành, cái nhân của nó vận hành lên, nó do nhiều cái yếu tố duyên nó kết hợp lại thì nó phải đưa đến cái quả. Thì chúng ta học cái phần chú thích này cho vậy. Bởi vì đây là những cái người mà học cái Phật Pháp qua tiếng Anh đó. Thì cái này mình nói thật lòng, mình không có phải là tự hào dân tộc, nhưng mà phải nói rằng cái người châu Á của mình, nói chung cái người châu Á của mình, đứng về mặt tâm linh đó, thì cái vốn từ của người châu Á của mình đó rất là sâu sắc. Còn cái người phương Tây đó, cái vốn từ mà thuộc về khoa học, kỹ thuật, về kinh tế, về chính trị, họ phát triển rất là mạnh mẽ. Nhưng mà về tâm linh đó, cái vốn từ của họ đó là so với cái vốn từ của cái người châu Á không có bằng đâu. Có một vài cái đất nước, ví dụ như mình nói Pháp là một, cái thứ hai là Đức là hai đó,
thì nó có một cái nền triết học lâu đời và sâu xa, hoặc là Hy Lạp chẳng hạn vậy, thì nó có. Nhưng mà mình nói chung á, mà hôm nay mà dịch ra tiếng Anh á, không bảo đảm đâu nha, không bảo đảm. Nhất là bây giờ đó là những cái tài liệu mà của cái hội Polytech Society đó, là hiện nay là nó trùm trên thế giới đó, và nó đáng được tín nhiệm lắm, là tại vì nó dịch từ cái Pali ra tiếng Anh. Nhưng mà từ tiếng Anh của mình qua tiếng Việt là cả một cái đoạn đường dài mà nó có thể nhầm lẫn cái chỗ đó. Là bởi vì cái người ngày nay có thể rất giỏi tiếng Anh, nhưng mà cái vốn mà hiểu biết về cái Phật Pháp đó, vừa từ cái pháp học cho tới pháp hành á, mà nếu không đủ đó thì cái lời dịch cũng có thể chưa có được mà đáng để chúng ta bám chặt vào trong cái chỗ đó đâu. Phải cẩn thận trong cái việc này. Cho nên cái người giỏi tiếng Anh là mới có một điều kiện thôi, mà cái điều kiện cốt lõi đó là phải biết Phật Pháp. Cũng như giờ tất cả chúng ta đây đều giỏi tiếng Việt hết rồi, tiếng mẹ đẻ mà không giỏi sao được, thấy không? Nhưng mà đâu phải đọc chữ nào tiếng Việt cũng hiểu hết đâu. Mỗi một cái lãnh vực nó có cái vốn từ của nó, nó có những cái từ mình thuộc về thuật ngữ của nó mà chúng ta không ở trong ngành chúng ta không biết được. Luật pháp khác, y học khác, kiến trúc khác, xây dựng khác, tất cả mọi ngành nghề nó đều có cái từ ngữ riêng của nó, mà mình không ở trong cái nghề đó mình không có dịch được, không có nói nổi được. Đồng ý chỗ này không? Cho nên đừng có ái mộ một cái ngôn ngữ nào quá đáng. Mà cái cốt lõi là chúng ta phải hiểu, nói cái chỗ này bởi vì mình đang khó khăn cái chỗ là những cái bản dịch đây. Và những cái trở ngại của mình đó, khi mình đến với cái đạo Phật, nó cũng nằm ở cái chỗ cái hàng rào ngôn ngữ này đây. Mà cái chữ Hán á và cái chữ Nôm đó, mà mình không có cái vốn liếng nó mình cũng hiểu không nổi. Mà đặc biệt là cái người ngày nay đó, là dùng cái chữ Hán với chữ Nôm á, là dùng theo ý mình, chứ nó không có cái vấn đề ngôn ngữ trong chỗ này. Đọc báo là thấy người ta viết đó, lạnh lùng luôn. Nhất là lên cái chợ mạng đó, thì cái ngôn ngữ tiếng Việt đó là nó bị phá vỡ nhiều dữ lắm, kinh khủng lắm, sai lạc lắm. Và nhiều người đó bây giờ ứng dụng vô dịch cái những cái sách mà về Phật Pháp này ra, thấy là phát sợ. Dịch nhiều cái là không thể tưởng tượng được, nói vậy cho quý vị biết. Mà trong khi cái người cũ, những cái bậc tôn túc cũ đó, người ta rất là giỏi. Ví dụ như mình nói đi, Hòa Thượng Thích Minh Châu giỏi tiếng Pháp, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Hán, và sau này học Pali Sanskrit luôn. Thành ra những cái từ của Ngài dùng á rất là chọn lọc, và sửa không nổi đâu. Cũng như người ta nói ngày xưa đó, khi mà Lý Bạch mà đến cái chỗ Danh Lam Thắng Cảnh này mà đặt xuống bài thơ thì người khác không dám làm thơ. Đúng như vậy. Ví dụ như khi mà Ngài Thích Minh Châu mà dịch cái từ mà tứ niệm xứ rồi đó, mà ai thay đổi thì cũng chẳng khác nào mà Lý Bạch đã làm thơ, mà mình còn dám để cái bài thơ mình lên thì thiệt là gan. Xin mời quý vị.